con đường đau khổ của kiếp làm người. Theo luật nhân quả thì con người không ai thoát ra khỏi quy luật tình yêu trai gái, ngoại trừ những người học Phật Pháp và tu tập chứng quả vô lậu, thì họ mới có thể làm chủ và điều khiển quy luật này. Chỉ có đạo Phật mới nhìn thấu suốt được con đường tình ái, tức là con đường tình yêu thương trai gái là con đường đau khổ dẫn đến luân hồi tái sinh muôn vạn kiếp. Cho nên một người tu theo đạo Phật mà chưa thông suốt tâm ái dục này là chưa thông suốt Phật giáo. Bởi Phật giáo ra đời vốn chỉ dạy cho con người hiểu rõ nguyên nhân khổ đau của con người là cái gì, chân lý tập đế không phải là ái dục sao? Ái dục không phải là con đường tình yêu thương trai gái sao? Đối với đạo Phật, trai gái yêu nhau là một sự khổ đau. Người tu sĩ Phật giáo họ yêu thương mọi người, mọi loài bình đẳng như nhau. Vì thế họ không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh. Từ tình yêu trai gái, nó không dừng ở đó, mà nó đòi hỏi đi xa hơn. Đó là tình yêu thương nhục dục. Từ tình yêu thương nhục dục mới khiến con người làm ra biết bao nhiêu tội ác. Có thể làm cha mẹ vẫn giết con như thường mà báo chí thông tin. Những bà mẹ trẻ nạo móc bỏ thai nhi. Ai có vào bệnh viện từ vũ thì sẽ rõ, ngày nào cũng có người nạo móc thai nhi, thật là đau xót vô cùng. Nỗi đau không những của riêng ai, còn nếu để nuôi lớn thì bụng mang dạ chữa, đó cũng là một cách khổ sở vô cùng. Rồi đến khi sinh nở phải chịu khổ đau tận cùng. Do đó người ta cầu khẩn trời Phật gia hộ mẹ tròn con vuông. Từ đó câu này trở thành câu tục ngữ. Thật sự trong đời này, người ta thường nhắn nhủ người phụ nữ rất chí tình. Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Những câu ca dao tục ngữ như vậy thường nói cái khổ của người phụ nữ trên tình yêu ái dục. Trên tình yêu ái dục, người phụ nữ phải gánh chịu trăm ngàn khổ đau. Từ tình yêu đi đến hôn nhân, người phụ nữ phải chiều chuộng chồng con, phải quần quật nặng gánh chuyện nội trợ, rồi những chuyện nghịch ý không cùng một quan niệm sống, nhưng phải thầm lặng chịu đựng để làm vui cửa vui nhà, chứ nào có thật sự vui đâu. Vả lại khi có chồng rồi, không được tự do như lúc chưa có chồng. Khi có chồng mà tiếp giao với một người khác phái trang lứa tuổi như mình, thì coi chừng chồng ghen tuông. Ghen tuông thì khó thể nào tránh khỏi bạo lực gia đình. Nếu bạo lực gia đình không xảy ra, thì gia đình cũng lục đục, cơm không lành, canh không ngon, không làm sao tránh khỏi. Khi xảy ra bạo lực gia đình thì có thể đi đến ly dị. Tất cả những điều khổ đau này, người phụ nữ phải lãnh đủ cả mọi sự khổ. Nếu khép mình làm người vợ tốt trong gia đình thì được yên thân, nhưng không an thân đâu quý vị ạ. Rồi đây bụng mang dạ chữa, nặng nhọc trăm bề khổ sở, cho đến ngày sinh nở, một chết một sống, vô cùng đau đớn. Như vậy chưa hết khổ đâu, phải suốt 3 năm nuôi con cho bú mốm, tam niên nhũ bộ, phải chịu dơ chịu bẩn, ăn không ngon, ngủ không yên giấc. Rồi khi con đau ốm bệnh tật thì mẹ khổ trăm bề. Vốn con người có sức chịu đựng giỏi trong mọi khổ đau, để tuân theo quy luật nhân quả trả vay. Như vậy chúng ta truy ra nguyên nhân sinh ra muôn vàn đau khổ của người phụ nữ, không phải là tình yêu trai gái sao? Đúng là tình yêu trai gái là nguyên nhân sinh ra muôn vàn sự khổ đau. Vậy sao người ta lại yêu nhau? Lại còn gọi người có tình yêu thương trai gái gắn bó là người có quả tim vàng. Theo chúng tôi nghĩ, không có quả tim vàng mà có tràn đầy quả khổ đau của kiếp người. Chỉ có những người không biết mới chấp nhận tình yêu trai gái không quên mới gọi là quả tim vàng. Tại sao con người không thông minh nhận ra đâu là con đường khổ, đâu là con đường không đau khổ? Chỉ mê mờ ham muốn chạy theo những phút tri hoang sắc dục của tình yêu trai gái, mà phải gánh chịu suốt cả một đời người trăm cay muôn ngàn vạn khổ đau. Biết tình yêu trai gái là trăm cay muôn vạn sự khổ đau, sao mọi người không dừng lại mà cứ lao thẳng vào, để rồi như con cá mắc cạn trên khô? Thật là tội nghiệp.
Đức Phật xác định con người là vô minh, tức là con người thiếu sự hiểu biết quy luật nhân quả. Nhưng khi đã chỉ dạy cho họ hiểu biết, giác ngộ được tình yêu trai gái là con đường khổ, con đường tái sinh luân hồi, thế mà họ vẫn không dừng lại, là cớ sao vậy? Biết rõ nơi đó là hang hùm, rắn độc, nơi đó sẽ giết hại và làm đau khổ con người, thế mà mọi người vẫn chui vào hang hùm, đùa giỡn với rắn độc. Nhưng khi bị hùm ăn, rắn độc cắn, thì than thân trách phận, kêu trời, kêu Phật. Thật là đáng thương, nhưng biết làm sao khuyên và giúp họ. Bởi vì mỗi người phải tự mình thắp đuốc lên mà đi, không ai đi thay thế cho mình được. Đây là lời nhắn nhủ của Đức Phật đã dạy cách đây 2551 năm. Nhưng giá trị lời nói này mãi mãi không mờ phai trong lòng người. Kết luận và áp dụng: các pháp đều vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Vậy các con còn có những gì mà không buông xả cho sạch? Chỉ còn duy nhất là tâm bất động trước ác pháp và cảm thọ. Đó là một trạng thái tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Hãy cố gắng lên các con ạ. Đời là vô thường, có ai sống mãi với chúng ta đâu. Rồi đây mọi người đều theo nghiệp thiện ác mà đi tái sinh luân hồi. Vậy còn gì nữa mà chúng ta không buông xuống cho thật sạch, phải không các con? Đoạn 10. Bà cố vượt qua nỗi buồn tê tái trong lòng mình, nhưng rất vui vẻ, lạc quan. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: đức vượt qua nhân quả ý hành. Giải trình án: vốn con người có sức chịu khổ, khi chịu đựng những sự khổ đau thì gọi là vượt qua. Nhưng bảo rằng tình yêu thương gia đình là hạnh phúc, là không khổ đau, là không đúng. Bởi nói đến gia đình là nói đến mọi sự khổ đau đều tập trung nơi đó. Thế mà con người ít ai tránh khỏi. Con người cứ trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, như một điệp khúc khổ đau lặp đi lặp lại mãi mãi, từ đời này đến đời khác không bao giờ dứt. Đúng vậy, quy luật nhân quả sinh tồn của muôn loài trên hành tinh sống này duy nhất chỉ có con đường này. Con đường này gọi là con đường tái sinh luân hồi, như trên đã nói. Muốn chấm dứt tái sinh luân hồi thì tình yêu trai gái sắc dục phải chấm dứt. Nếu không chấm dứt con đường đau khổ này thì loài người mãi mãi phải chịu khổ đau muôn đời muôn kiếp. Khi yêu thương nhau cách xa thì khổ đau, gần nhau thì lời qua tiếng lại cũng khổ đau. Khi yêu thương nhau, bệnh đau phải chăm sóc cho nhau cũng khổ đau. Khi yêu thương nhau, thấy ai thân mật với người mình yêu thương thì sinh tâm ghen tuông, tức giận hay buồn phiền, đó là những sự khổ đau. Khi có con có cháu, nếu có đứa nào bệnh tật hay chết thì nỗi khổ đau lại chồng chất lên nhau suốt từ năm này đến năm khác. Nói đến gia đình, ai cũng tưởng nó hạnh phúc, nhưng nào ngờ gia đình là cảnh địa ngục trần gian, gia đình là con đường sinh tử luân hồi. Người có trí hiểu biết gia đình là nghiệp báo theo quy luật nhân quả trả dai từ kiếp này sang kiếp khác. Cho nên gia đình là cái rọ để giúp mọi người cùng chung nhân quả, để gắn bó cùng chịu khổ đau. Chính con đường sinh tử luân hồi cũng là nơi đây như trên đã nói. Vì vậy nó là con đường đau khổ nhất trên hành tinh sống này. Thế mà mọi người đang sống trên hành tinh này đều nghĩ tưởng gia đình là hạnh phúc. Nhưng khi bước vào thành lập gia đình thì hạnh phúc đâu không thấy, chỉ toàn thấy muôn vàn thứ khổ đau. Từ những khổ đau này đến những khổ đau khác, khổ đau triền miên. Cho đến khi xuôi hai tay đi vào lòng đất lạnh thì lại tiếp tục tái sinh. Như vậy làm sao hết khổ được? Bởi vậy, ai là người hiểu được con đường tình yêu trai gái đầy gian truân khổ ải này? Và chính ai là người đã vượt ra khỏi con đường này? Ôi, con đường nhiều cay đắng và chông gai. Từ xưa đến giờ, ai cũng lầm lạc tưởng là trai gái yêu nhau đi đến hôn nhân là hạnh phúc. Nhưng nào ngờ đó là một lộ trình mở ra để đưa con người đi vào nghiệp tái sinh luân hồi vô vàn muôn sự khổ đau. Kết luận và áp dụng: vượt qua nhân quả chỉ là một lời nói suông. Vậy bằng cách nào để vượt qua nhân quả? Phải có phương pháp
phải có sự tập luyện. Vượt qua nhân quả có nghĩa là làm chủ nhân quả. Muốn làm chủ nhân quả thì duy nhất chỉ có tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ. Muốn được tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ thì các con phải triển khai tri kiến giới luật đức hạnh, nhân bản, nhân quả. Hằng ngày sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh bằng đức hiếu sinh đa hướng. Bất cứ một ác pháp nào xảy đến đều phải đem lòng yêu thương và tha thứ. Có thực hiện tâm như vậy thì mới tìm thấy sự bất động của tâm. Sự bất động của tâm chính là sự vượt qua nhân quả, hay còn gọi là làm chủ nhân quả. Các con nên nhớ lời dạy này, chính nó là lời vàng từ kim khẩu Đức Phật đã dạy trong Tạng Kinh Nikaya. Đoạn 11. Săn sóc ông chồng vô cùng chu đáo. Bà lo từng bữa cơm sao cho thích hợp, lo từng giấc ngủ khi thấy chồng trở mình. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: đức tránh nhiệm bổn phận hiếu sinh ý hành thân hành. Giải trình án: đọc đoạn văn trên đây, chúng ta mới thấy hai chữ bổn phận và trách nhiệm của người vợ, người mẹ thật là trăm ngàn thứ khổ. Phải lo từng bữa cơm sao cho thích hợp, phải lo sao cho giấc ngủ chồng con yên ổn khi trở mình. Như vậy, người phụ nữ làm hết trách nhiệm và bổn phận của mình có khổ không quý vị? Bởi vậy, một người sáng suốt soi rọi lại cuộc sống của mình mới thấy cuộc sống gia đình là địa ngục. Còn ai cho nó là thiên đàng hạnh phúc thì đó không thực tế, chỉ là ảo tưởng mà thôi. Bởi vậy, người đi tìm sự bình an hạnh phúc trong lứa đôi thì không bao giờ có. Có chăng cũng chỉ là giấc mơ, nhưng khi choàng tỉnh là một sự đau khổ ê chề. Tình yêu trong đôi lứa là miếng mồi dụ mọi người lọt bẫy xa lưới, để rồi chỉ còn biết chịu đựng cho hết cuộc đời mà thôi. Nhưng không rõ nó thì kiếp khác lại cũng tái diễn như vậy, nghĩa là khổ đau rồi lại tiếp tục khổ đau mãi mãi. Tình yêu lứa đôi là một định luật đau khổ của loài người muôn đời muôn kiếp, mà loài người mê muội nên xây dựng một nền tảng hạnh phúc ảo tưởng. Vì thế, nó trở thành một truyền thống duy trì nòi giống. Con người duy trì nòi giống trong lộ trình đau khổ mà không tìm một lộ trình duy truyền nòi giống qua con đường không đau khổ. Có một con đường duy trì loài người mà không phải là con đường lứa đôi, vạn vật được hợp duyên để sinh ra có bốn cách. Một, thấp sinh là những sinh vật sinh nơi ẩm thấp. Hai, noãn sinh là những sinh vật sinh ra trứng, từ trứng mới nở thành con. Ba, thai sinh là những sinh vật sinh ra bằng con. Bốn, hóa sinh là những sinh vật sinh ra bằng cách tự hợp các duyên tạo thành ra con người. Ba loại sinh đầu tiên đều phải hợp duyên, sinh ra bằng quy luật nhân quả âm dương, tức giống đực và giống cái. Dù là cây cỏ cũng phải qua quy luật này. Còn loại sinh thứ tư thì không qua quy luật nhân quả âm dương, mà bằng tứ thần túc hợp duyên theo ý thức điều khiển pháp hướng tâm. Như vậy, con người muốn sinh nơi không đau khổ, nơi thanh tịnh, thì chỉ có sinh nơi hóa sinh. Hóa sinh ở đây không có nghĩa là biến hóa như mọi người tưởng tượng, dùng thần thông biến hóa, hoặc hóa sinh như con sâu bướm. Sâu bướm mọc cánh mọc chân thành con bướm, rồi bướm giao hợp sinh ra trứng, trứng nở ra ấu trùng, tức là con sâu. Con sâu lần lớn lên, mọc cánh mọc chân thành lại bướm. Do không hiểu, các nhà đại thừa cho đó là hóa sinh. Như trên đã nói, bướm giao hợp mới sinh ra trứng. Như vậy là bướm sinh ra bằng con đường noãn sinh. Từ sâu thành bướm là sự phát triển của con bướm, chứ không phải hóa sinh. Một người tu hành đúng chánh pháp của Phật, tâm tham, sân, si, mạn, nghi đã xa lìa và diệt hẳn, nên không còn tái sinh theo ba con đường thấp sinh, thai sinh và noãn sinh. Ba con đường đi tái sinh này do nghiệp lực nhân quả tương ưng chiêu cảm, chứ con người không có quyền điều khiển sự tái sinh này. Vì thế, trai gái yêu nhau là một quy luật nghiệp báo của nhân quả, mà tất cả các loài hữu tình hay vô tình đều bị lực hút tương ưng đi tái sinh, chứ không người nào có được quyền làm chủ tái sinh luân hồi. Vì thế, người nào muốn làm chủ tái sinh luân hồi
thì phải tu hành chứng quả A-la-hán. Người chứng quả A-la-hán mới có tứ thần túc. Nhờ có tứ thần túc, con người mới đủ năng lực hợp các duyên rồi mới hóa sinh. Nhưng đối với người tu chứng quả A-la-hán, họ lại không bao giờ hóa sinh. Khi bỏ thân nghiệp tứ đại này, họ sẽ vào niết bàn vĩnh viễn. Vì hóa sinh vẫn còn mang thân tứ đại, mà thân tứ đại là pháp hữu vi, mà pháp hữu vi phải chịu luật vô thường. Vì thế, người tu chứng quả A-la-hán không ai còn muốn tái sinh trở lại đời này nữa. Đức Thích Ca Mâu Ni đã nói: ta chỉ còn một đời này nữa mà thôi. Có người bảo rằng, nếu ai cũng tu hành chứng quả A-la-hán hết, thì trên hành tinh này sẽ không còn có con người nữa. Lời nói này không đúng, vì loài người không thể chấm dứt trên hành tinh này được. Khi môi trường sống vẫn còn, thì luật nhân quả vẫn còn chi phối vạn vật. Cho nên luật nhân quả vẫn còn, thì quy luật sinh diệt của nhân quả vẫn còn. Mà quy luật nhân quả sinh diệt vẫn còn, thì tái sinh luân hồi phải theo ba đường: thấp sinh, thai sinh và noãn sinh. Kết luận và áp dụng: làm người ai cũng có trách nhiệm và bổn phận. Nhưng trách nhiệm và bổn phận của mỗi người, dù nam hay nữ, đều phải sống có đạo đức. Nhờ sống có đạo đức mới đem lại sự bình an, yên vui cho mình, cho mọi người và cho mọi vật. Vì vậy các con nên biết, chính trách nhiệm và bổn phận đạo đức của con người là trên hết, không có trách nhiệm bổn phận nào ngoài đạo đức các con ạ. Con người lấy đạo đức làm cuộc sống là trách nhiệm và bổn phận đúng đắn nhất cho sự sống trên hành tinh này. Đoạn 12. Đây là đôi vợ chồng có duyên nợ với nhau, ăn ở với nhau suốt đời. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: nhân quả nghiệp báo nhiều đời. Giải trình án: đoạn trên đây nói, đây là đôi vợ chồng có duyên nợ với nhau, ăn ở với nhau suốt đời. Đời sống con người nghe nói câu này cho là hạnh phúc, nhưng không đâu quý vị ạ. À, quý vị cứ xem xét, đôi vợ chồng có duyên nợ ăn đời ở kiếp, đó là một điều người ta tưởng rằng tốt của cuộc đời, mà mọi người ai cũng mong muốn được như vậy. Nhưng xét cho cùng, hai người sống chung nhau như vậy, họ có rất nhiều sự đau khổ, chỉ vì họ không lưu ý mà thôi, chứ lưu ý họ sẽ thấy rõ hơn. Nếu hai vợ chồng ly dị chia lìa, họ sẽ có những sự đau khổ trong ly dị chia lìa. Còn không ly dị chia lìa, họ lại có những điều không khổ trong không ly dị chia lìa. Cho nên Đức Phật dạy, đời là biển khổ. Nhưng mấy ai lưu ý, cứ khổ mặc khổ, nên luôn luôn lúc nào cũng sống trong khổ, ngày nào cũng khổ, giờ nào cũng khổ. Mọi người lấy cái khổ làm niềm vui. Vui trong đau khổ là vui chỗ nào đó quý vị? Bởi vui và khổ là hai mặt của cuộc đời. Có vui thì không có khổ, có khổ thì không có vui. Cho nên nói lấy khổ làm vui là không đúng. Nhưng chấp nhận chịu đựng khổ để sống thì đúng. Cười ra nước mắt, đó là cuộc sống của con người. Người ta thường bị tâm mình lừa gạt đời sống lứa đôi là hạnh phúc. Vì thế họ không biết, không thấy đời là khổ đau, là con đường tái sinh luân hồi. Nên trai gái lớn lên đều bắt đầu yêu thương nhau. Yêu thương nhau để chịu khổ, để làm tất cả tội ác. Người ta gọi là hạnh phúc, chứ nào tìm đâu ra hạnh phúc. Chúng ta phải biết con đường trai gái yêu nhau là con đường đau khổ nhất của cuộc đời. Lời nói này có đúng không quý vị? Quý vị cứ nhìn xem có đôi vợ chồng nào là hạnh phúc thật đâu. Chỉ là ảo tưởng. Từ cái khổ này chưa dứt sẽ tiếp nối cái khổ khác, khổ chồng lên lớp lớp trùng trùng. Ví dụ, khi còn sống độc thân chưa lập gia đình, thì khi đau chỉ có một mình, thì cái khổ cũng chỉ có một mình. Còn khi có hai người, thì chồng đau hay vợ đau, thì cả hai người đều khổ. Người đau cũng khổ, người không bệnh đau cũng khổ. Khổ vì lo rầu, khổ vì phải chăm sóc thuốc thang cho người bệnh, do đó ăn không ngon, ngủ không yên, vân vân. Tất cả những điều này không phải khổ sao? Khi còn độc thân, chỉ có một ý kiến nên không có sự tranh cãi bất đồng. Nhưng khi có hai người thì lại có hai ý kiến. Có hai ý kiến thì có sự bất đồng ý.
mà có sự không đồng ý là có sự tranh cãi, mà có sự tranh cãi là không có sự bằng lòng, không có sự bằng lòng là có sự phiền não tức giận, có sự phiền não tức giận là có sự đau khổ, phải không quý vị? Khi sống độc thân thì không có sự sinh con đẻ cái. Sinh con đẻ cái không phải là sự đau khổ sao? Để minh chứng sự đau khổ của tình yêu lứa đôi qua bài ước mơ. Hai chữ ước mơ tuy ngắn gọn nhưng chứa đựng biết bao khát vọng của mỗi con người. Sống trên đời, ai cũng lựa chọn cho mình một ước mơ để vững bước trong cuộc sống và định hướng tốt đẹp cho tương lai. Nhưng ước mơ không chỉ đơn thuần là làm thế nào để có nghề nghiệp ổn định cho riêng mình, mà còn là khát vọng và mong muốn được sống trong một gia đình hạnh phúc. Hồi nhỏ khi nhắc đến ước mơ là tôi lại mong sao có một ngày nào đó có thể được bay lên bầu trời để tận mắt thấy những gì sao, được thấy chị Hằng trên cung trăng. Nhưng dần lớn lên tôi mới biết đó chỉ là ảo tưởng, và giờ đây ước mơ lớn nhất của tôi là được sống trong một gia đình hạnh phúc. Có lẽ đối với tôi như thế là quá đủ rồi. Sinh ra, tôi được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ và chị tôi. Tôi nghĩ số phận của mình quá may mắn. Nhưng càng lớn lên, tôi mới hiểu rằng mặc dù được cha mẹ yêu thương chiều chuộng, nhưng cuộc sống gia đình tôi không được hạnh phúc. Ngày nào cũng vậy, cứ tối đến ba mẹ tôi cãi nhau. Có khi vì bố tôi uống rượu sai về phá tung đồ đạc. Mỗi lần như thế là hai chị em tôi chỉ biết khóc, không dám can ngăn. Cứ như thế tuổi thơ trôi qua trong những nỗi đau về tinh thần. Nhưng cha mẹ tôi không biết. Họ cho rằng cuộc sống như vậy đã đủ với chị em tôi. Có những đêm tôi khóc thầm, mong sao cha mẹ có thể hiểu được tâm trạng của tôi và gian họ đừng tiếp tục cãi nhau nữa. Nhưng có lẽ sự thật quá bất công. Tôi mong sao mình có thể biến thành một vì sao lấp lánh trên bầu trời. Có lẽ như vậy thì tôi không phải nghe cha mẹ xích mích cãi nhau và tôi không phải khóc nữa. Nước mắt rồi cũng có ngày khô cạn, và đôi khi nước mắt không thể giải quyết được sự việc. Tôi biến thành một vì sao hay một vật vô tri nào thì đó cũng chỉ là ảo ảnh. Giờ đây tôi đã lớn, thời gian đã trôi qua, tất cả vạn vật đã thay đổi. Nhưng cuộc sống gia đình tôi vẫn là con số không. Nhiều lúc tôi tự nghĩ tại sao cái ước mơ nhỏ bé đó lại không thể trở thành hiện thực. Tại sao những bậc làm cha làm mẹ không nghĩ rằng những sự việc mà họ làm đã gây tổn thương chính con của họ? Người ta thường nói, tôi sẽ không lo nghĩ, tôi sẽ không mơ tưởng những ý nghĩ kỳ quái mà chính tôi cũng nghĩ như vậy. Tuy tôi đã lớn, nhưng một khi vào nhà các bạn chơi, thấy cha mẹ bạn thật hạnh phúc, tôi lại muốn khóc. Nhưng khóc để làm gì, khi sự thật không thể thay đổi, mặc dù nước mắt tôi đã cạn khô. Nguyễn Thị Thu Thảo. Đọc qua đoạn văn trên, chúng ta xét thấy tình yêu trai gái đâu có gì là hạnh phúc, mà toàn là khổ đau. Đứng bên ngoài tưởng là thiên đàng, không ngờ khi bước chân vào mới thấy đó là địa ngục. Địa ngục không của riêng ai, có đúng không quý vị? Con người vì tâm ái dục làm mê mờ lý trí, nên cứ ngỡ tưởng trai gái yêu nhau là hạnh phúc. Yêu nhau mà cha mẹ đôi bên không bằng lòng, thì đó là nỗi khổ đau vô cùng vô tận của trai gái. Còn yêu nhau mà cha mẹ đôi bên chấp nhận, thì lại có cái khổ khác. Cái khổ của sự ràng buộc hôn nhân của cả hai gia đình cha mẹ đôi bên, đó là một chùm nhân quả khổ đau. Cái gì đến rồi phải đến theo trình tự của nghiệp báo nhân quả mà con người không thể làm chủ và lường trước được. Chỉ có đương đầu và chịu đựng đời đời kiếp kiếp nối tiếp nhau mãi mãi như ngọn đuốc. Ngọn đuốc này vừa tắt thì ngọn đuốc khác tiếp nối cháy lên vô lượng kiếp khổ đau. Kết luận và áp dụng: nhân quả nghiệp báo như các con đã học, nó không tha cho một người nào cả khi các con làm điều ác. Vì biết rõ nhân quả nghiệp báo như vậy thì trong cuộc sống hàng ngày các con phải cẩn thận, mỗi việc làm lời nói phải suy nghĩ chín chắn rồi mới làm và nói, chứ không được dục ăn dục nói như trước kia nữa. Các con đã học đạo đức thì phải áp dụng đạo đức vào cuộc sống để không có nhân quả nghiệp báo nào tác động các con được. Các con nên nhớ kỹ lời dạy này.
Đoạn 13. Năm nay tuy tuổi đã sắp xỉ gần 80, nhưng bà lại gặp một tin vui bất ngờ. Sau 55 năm, bà tìm được địa chỉ của người mình mong đợi. Người bà yêu không ai khác là bạn học cùng trường. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: nhân quả nghiệp báo tình yêu trai gái ý hạnh. Giải trình án: từ lúc tuổi còn trẻ, bây giờ tuổi đã 80, thế mà tình yêu vẫn chôn chặt trong lòng, chưa dám hở môi nói với ai, ngay cả chồng con cũng chẳng dám thổ lộ. Như vậy, tình yêu thương trai gái thuở ban đầu đã ghi đậm vào tâm hồn một nỗi lòng thương nhớ không quên. Nguyễn Du nói: nỗi riêng riêng những bàng hoàng, khối tình chết xuống tuyền đài chưa tan. Tuy đã có chồng con cháu chít chà chắc, nhưng mỗi khi nửa đêm canh khuya thanh vắng còn lại một mình, thì lại nhớ mối tình đầu năm xưa. Khi nhớ nhau làm sao tâm hồn không day dứt. Bởi vậy, tình yêu thương trai gái là khổ, tình yêu thương ấy là tình yêu thương lãng mạn. Nguyễn Du đã nói đến sự đau khổ day dứt của tình yêu ấy bằng câu thơ rất hay và rất đúng tâm lý con người: dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. Bà cụ già này cũng vậy, trên 55 năm có chồng con cháu chít chà chắc, thế mà mối tình đầu vẫn chưa tan. Một nỗi nhớ thương đeo đẳng cho đến khi chết, tình yêu của bà cũng không quên. Đúng là bà người rất chung tình, nhưng đối với chồng thì bà không phải là người chung thủy. Khi chưa có chồng có vợ, còn là một cô gái, một chàng trai thanh niên, thì yêu thương người nào cũng được. Nhưng không nên yêu thương những người có vợ hay những người có chồng, vì yêu thương như vậy là phá hoại gia đình và làm tan cửa nát nhà người khác. Trai gái yêu thương nhau cũng phải cẩn thận lựa chọn, chứ không phải đụng đâu yêu thương đó. Nhưng dù sao tình yêu trai gái có chọn lựa hay không chọn lựa, nó vẫn là con đường đau khổ của loài người. Không yêu thương là thoát khổ, là chấm dứt tái sinh luân hồi. Không yêu thương trai gái là làm chủ nghiệp báo nhân quả. Sống trong cuộc đời mà ra khỏi cuộc đời, không còn mọi sợi dây ái kiết sử vô hình trói buộc. Hạnh phúc thay cho những ai thoát khỏi tình yêu thương trai gái. Thoát khỏi tình yêu thương trai gái là thoát khỏi quy luật nhân quả. Hạnh phúc thay cho những ai biết trai gái yêu nhau là con đường dẫn đến tái sinh luân hồi, khổ đau muôn kiếp. Hạnh phúc thay cho những ai có đầy đủ nghị lực và ý chí kiên cường vượt thoát sự cám dỗ của tình yêu thương trai gái. Hạnh phúc thay cho những ai sống trong đời người mà không bị nghiệp đời ràng buộc. Kết luận và áp dụng. Các con nên nhớ, tình yêu thương giữa trai gái là tình yêu thương tốt đẹp, nhưng phải dừng tình dục dục. Vì tình dục dục là con đường đau khổ không riêng gì của người nào. Vì người nào bước chân vào tình dục dục thì không có người nào thoát khổ. Cho nên các con, các cháu là những thanh niên và thanh thiếu niên nam nữ cần phải cảnh giác tình dục dục. Nó là một loại dục ích kỷ, cá nhân, thường xâm chiếm làm hư hoại tình yêu thương trong sạch, vô tư và thanh cao của con người. Các con hãy nhớ lấy lời dạy này. Đoạn 14. Tình yêu chớm nở thì người bà yêu đã theo tiếng gọi của tỉnh nhà vào quân đội để chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công. Người thanh niên đó đi từ chiến trường này sang chiến trường khác, chuyển từ công tác này sang công tác nọ, khi ở trong nước, khi được đi học nước ngoài, cũng bôn ba khắp nơi. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: nhân quả nghiệp báo có duyên không nợ. Giải trình án: nhân duyên nghiệp báo của tiền kiếp có yêu nhau mà không có duyên nợ nhau để thành vợ thành chồng, rồi mỗi người phải đi mỗi ngã. Như nhà thơ Thế Lữ nói: anh đi đường anh, em đường em, tình nghĩa đôi ta có thế thôi, chẳng muốn trong mong sum họp lại, bận lòng chi nữa lúc chia phôi. Tình yêu trai gái là đau khổ như vậy. Thơ văn người xưa cũng như người nay đều nói lên lòng đau khổ của tình yêu trai gái như đoạn thi điểm: ngoài đầu cầu nước trong như lọc, đường bên cầu cỏ mộc còn xanh, đưa chàng lòng giặc giặc buồn, bộ không bằng ngựa, thủy không bằng thuyền. Hay
nước trong chải lòng phiền không rửa, cỏ xanh tươi dạ nhớ chẳng khuây. Huy Cận: sóng gợn trường giang buồn điệp điệp, con thuyền xuôi mái nước song song. Thuyền về bến cũ sầu muôn ngã, củi một cành khô lạc mấy dòng. Tình yêu trai gái mới chỉ bắt đầu mà còn đau khổ như vậy, huống là đã thành vợ thành chồng thì còn biết bao nhiêu sự đau khổ, phải không quý vị? Vì vậy, ai dám bảo tình yêu trai gái là hạnh phúc? Nhìn thế gian này con người quá điên đảo, lấy khổ đau làm hạnh phúc an vui. Vì thế, không có người nào thoát khỏi tình yêu thương trai gái và chồng vợ. Thậm chí như trong bài học này, một bà lão 80 tuổi, gần đất xa trời, thế mà vẫn còn sống lãng mạn yêu thương như cô gái mới 18 Xuân Thị. Được biết địa chỉ của người yêu trong tuổi học trò, thì mau mau tìm cách liên lạc để tỏ tình với nhau, thật là chung tình. Tình yêu thương ấy vẫn còn nồng cháy như lúc còn thanh niên. Như vậy suốt thời gian có chồng, có con, bà vẫn luôn luôn nhớ đến tình xưa. Vì thế, trong Chinh Phụ ngâm khúc: nước trong chải lòng phiền không rửa, cỏ xanh tươi dạ nhớ chẳng khuây. Đó có phải chăng con người quá ngu si, lấy khổ đau làm hạnh phúc? Hạnh phúc đâu không thấy, chỉ thấy toàn nhớ thương và đau khổ. Nếu không nhớ thì thôi, mà nhớ thì khổ đau vô cùng. Có phải vậy không quý vị? Kết luận và áp dụng: có duyên không nợ. Đó là lời nói của những trai gái yêu thương mà không đi đến hôn nhân để thành vợ thành chồng. Hôn nhân chỉ là một sự ràng buộc trong tình nhục dục để họ không còn bỏ nhau. Bởi vậy, tình nhục dục không có bền chắc nên buộc phải có hôn nhân. Nếu không có hôn nhân thì tình nhục dục chỉ là một trò chơi qua đường để thỏa mãn sắc dục, rồi đường ai nấy đi, ai khổ ráng chịu. Vì vậy nhục dục là thứ ích kỷ. Bởi vậy các con, các cháu thanh niên và thanh thiếu niên nam nữ phải tránh xa tình nhục dục. Vì thật sự có hôn nhân thành vợ thành chồng keo sơn gắn bó với nhau, nhưng nó là con đường đau khổ. Các con, các cháu có tin không? Nếu không tin, các con, các cháu hãy nhìn xem, trên đời này có đôi vợ chồng nào mà không khổ đau, không cực nhọc, mặc dù họ rất chung tình, chung thủy, thương yêu nhau. Đoạn 15. Cũng như bà, theo quy luật của tạo hóa, anh có gia đình, vợ con, nay cũng có cháu nội, cháu ngoại như bà, và tuổi tác cũng đã lúc gần đất xa trời. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: theo quy luật nhân quả, các pháp đều vô thường. Giải trình án: quy luật nhân quả, các pháp vô thường. Cuộc đời yêu nhau nhưng không thể sống độc thân như vậy, nên cả hai không biết tin tức của nhau. Sống trong chiến tranh nên đều nghĩ rằng đã chết, nên ông lấy vợ, bà có chồng. Mối tình đầu được xem như đã trôi vào dĩ vãng, nhưng dù sao cũng không thể quên. Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. Tình yêu trai gái không vướng vào thì thôi, mà đã vướng vào thì rất khó bỏ ra. Một dây đã buộc ai chẳng cho ra. Cha mẹ đã có kinh nghiệm này thì nên hướng dẫn con mình hãy thoát ra, chứ đừng để con cái mình vướng vào cạm bẫy con đường tình yêu và gia đình, vì đó là con đường dẫn đến khổ đau muôn đời muôn kiếp. Bởi vậy đường trai gái yêu nhau có gia đình là con đường đau khổ. Từ xưa đến nay, có gia đình nào trên hành tinh này là hạnh phúc trọn vẹn không khổ đâu. Người ta nói tình yêu thương gia đình là hạnh phúc, nhưng sự thật tìm hạnh phúc trong gia đình không bao giờ có. Người ta chúc phúc cho nhau đầu bạc răng long. Dù cho vợ chồng có sống với nhau đầu bạc răng long, nhưng họ phải chịu biết bao là sự đau khổ trong cuộc sống gia đình. Muốn biết những sự khổ đau của gia đình thì chúng ta nên tóm lược lại những ý chính như: khổ vì hai tư tưởng, khổ vì phải chiều chuộng nhau, khổ vì phải lo lắng cho nhau, khổ vì bệnh tật tai nạn của nhau, khổ vì lo cơm ăn áo mặc, nhà ở, khổ vì sợ thua kém bạn bè, khổ vì mang nặng đẻ đau, khổ vì phải nuôi con khôn lớn nên người, khổ vì chồng say xỉn đánh đập chửi mắng, khổ vì vợ ham mê bài bạc, khổ vì con cái bê tha dạy bảo không nghe lời,
khổ vì dâu con cứng đầu cứng cổ, khổ vì ghen tuông chồng có con này con kia, hay vợ cặp ông này ông kia, vân vân. Mẹ Út là một câu chuyện gia đình trong báo Tuổi Trẻ thứ 5 ngày 4 tháng 10 năm 2007. Tác giả Nguyễn Thị Đào để minh chứng sự đau khổ của đời người qua đường chồng vợ như sau. Nhìn con say sưa trong giấc ngủ, lòng tôi nhói đau khi nghĩ đến ngày mai sẽ ra sao, khi đường đời chỉ lại còn mình tôi và đứa con thơ dại. Bất chợt tôi quay lưng lại phía sau và bắt gặp cái nhìn đau xót của mẹ tôi. Sau buổi ăn tối, tôi đã nói cho mẹ biết quyết định ly hôn của tôi vì không thể nào cứu vãn được nữa. 10 tuổi đầu, Út đã mồ côi mẹ. Út sống chung với người cha nghiện rượu và người anh trai đã có vợ. 17 tuổi, cha nhận lời gả Út cho một người bạn nhậu, nên Út đã bỏ nhà trốn lên Sài Gòn, phụ việc trong một quán cơm bình dân. Út được ông bà chủ thương và nhận làm con nuôi. Trong số khách hàng lâu năm của quán ăn này, có một người đàn ông lịch lãm, lớn tuổi, để ý thương Út. Ông ta bảo có gia đình nhưng đã đi vượt biên sau ngày 30 tháng 4 năm 75, và mấy năm liền chưa có tin tức. Ngày Út về sống chung với ông ấy, chỉ có bữa tiệc nhỏ gồm có cha mẹ nuôi và vài người bạn thân. Khi Út có thai được 5 tháng thì người chồng thú tội với Út là đã có vợ và 6 con đang ở quê nhà tại Long An vì chuyện vượt biên bất thành. Nghe tin ấy, Út đã lang thang nhiều ngày không về nhà, ngồi cả ngày bên dòng sông mà không đủ can đảm nhảy xuống sông tự tử. Sau cùng, Út quyết định trở về nhà và tìm người vợ lớn. Em khờ dại lầm lỡ, lại chị hãy tha thứ cho em. Nhận đứa em tội nghiệp này, con em không có tội thì làm sao hủy hoại nó cho được. Còn nếu như em tạo ra nó mà không cho nó có cha, thì cuộc đời của nó bị dẫn đục, tương lai của nó bị lu mờ. Người vợ lớn đã chấp nhận Út. Từ đấy, Út cam phận làm nhỏ, nên dù có khổ sở cay đắng tủi nhục, Út cũng chẳng than thở nửa lời. Đôi lúc những cơn ghen ngầm của người vợ lớn làm cho Út phải nghẹn ngào, nước mắt chan cơm. Đã nhiều lần Út định bồng con rời khỏi nhà, nhưng khi nghĩ con không có cha sẽ mặc cảm tự ti với đời, thế là Út không đủ can đảm ra đi. 3 năm sau, chồng Út thất bại trong việc làm ăn, buồn bực, sinh bệnh rồi mất sức lao động. Người vợ lớn gốc người thành thị, từ nhỏ đã không quen làm lụng, lại hay đau bệnh, gia đình đâm ra khốn khó. Chồng của Út trao cho Út một số tiền và bảo Út đi tìm cuộc sống mới để tránh khổ về sau. Út nức nở nói rằng dẫu có ăn xin, Út cũng theo chồng đến ngày nhắm mắt. Ngày trước thiên hạ cho Út vì tiền nên mới cam tâm làm bé, chịu đựng khổ cực như thế. Bây giờ Út bỏ đi là công nhận những lời gièm pha đó là đúng hay sao? Út quyết định đứng ra gánh vác gia đình, nuôi dạy các con. Sự chịu thương chịu khổ và sự tảo tần buôn bán sớm hôm của Út đã thuyết phục được người vợ lớn và các con. Chẳng biết từ lúc nào, người vợ lớn đã giao quyền cho Út mọi việc, kể cả việc định vợ gả chồng cho các con. Và các con cũng tự thay đổi tiếng dì Út bằng tiếng mẹ triều mến. 30 mấy năm vất vả, hy sinh tất cả cho con, giờ đây Út cảm thấy được bù đắp vì được sống vui vẻ, hạnh phúc với 7 đứa con và đàn cháu nội ngoại đông đủ, mặc dù Út chỉ duy nhất sinh nở 1 lần. Chuyện đời của Út chính là cuộc đời của mẹ. Con là đứa con gái út của người vợ lớn mà mẹ làm vú nuôi con từ lúc 4 tuổi. Đứa con gái ruột của mẹ theo chồng đi xa. Tình thương của mẹ dành cho các con giờ đây chỉ dồn vào một mình con, vì chỉ còn có con là sống gần gũi nhất với mẹ. Con đau 1 thì mẹ khổ 10. Ngày ấy mẹ côi cút dốt nát nên lầm lỡ. Còn con hôm nay có tới 2 người mẹ mà cuộc đời lại khổ đến thế, thì mẹ thật không cam tâm. Mẹ mong con hãy suy nghĩ kỹ và quyết định cuộc đời của con bằng trái tim của người mẹ. Đêm ấy, tôi đã khóc thật nhiều, khóc cho đời mẹ và khóc vì ân hận mình đã sống quá hẹp hòi ích kỷ.
Tôi chỉ biết đòi hỏi chồng phải yêu thương và lo lắng cho vợ con, mà không nghĩ đến áp lực nặng nề anh ấy đang gánh chịu. Tại sao tôi lại có thể bắt anh ấy chọn lựa giữa vợ con và gia đình của anh? Chính mẹ Út đã khơi dậy trong tôi tình cảm thiêng liêng của người mẹ. Chỉ đến khi được làm mẹ, người ta mới thấm thía trong lòng thương con đến nhường nào. Nếu như 5 năm trước mẹ Út không kể cho tôi nghe câu chuyện cuộc đời của mẹ, thì chắc tôi đã đánh mất hạnh phúc của đời mình. Có được mái ấm gia đình như hiện nay, tôi mãi mãi không bao giờ quên ơn sâu và tấm lòng nhân hậu cao cả của mẹ Út. Nguyễn Thị Thảo, thành phố Hồ Chí Minh. Đọc câu chuyện trên đây, quý vị cứ suy ngẫm, có phải đời sống con người là biển khổ không? Tất cả mọi người trên hành tinh này đều lấy khổ làm vui, làm hạnh phúc. Đó là một sự vô minh hết sức mà con người ít ai chấp nhận mình vô minh. Nhưng đó là một sự thật điên đảo ngu si của loài người. Có đúng như vậy không quý vị? Đạo Phật dạy, đời người là khổ, nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển. Vậy chúng ta là con người, chứ đâu phải là loài động vật, sao mà không biết, không chịu tư duy, suy nghĩ, có phải đúng như vậy không? Tại sao lại phải cam chịu sống trong biển khổ đau như vậy? Đâu phải sự đau khổ đó không có lối ra. Có lối ra nên mới có những người làm chủ sinh, già, bệnh, chết và chấm dứt luân hồi, mà danh từ gọi những bậc đó là A-la-hán. Chúng ta là con người cũng như các ngài, phải dùng vậy chiến đấu với giặc sinh tử, phải làm chủ, không chịu làm nô lệ tai sai của chúng. Mặt trận sinh tử luân hồi là một trận địa rất cam go và ác liệt, nhưng chúng ta quyết định phải giành phần thắng lợi về mình, vì trước chúng ta đã có những người chiến thắng giặc sinh tử luân hồi này. Họ còn để lại cho chúng ta những tài liệu chiến thuật, chiến lược diệt trừ chúng, thì làm gì chúng ta lại chịu thua, phải không quý vị? Chúng ta quyết định phải chiến thắng giặc sinh tử luân hồi một cách dễ dàng, không đầu hàng, không khuất phục, không làm nô lệ, và mãi mãi bắt chước ông cha của chúng ta. Họ đã để lại những gương anh hùng dũng cảm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, không chùn bước một cách gan dạ kiên cường. Gương xưa còn đó, có đúng như vậy không quý vị? Mẹ Út tuy chiến thắng hoàn cảnh ngang trái của mình để đem lại bằng một tình thương yêu mọi người, mẹ Út phải hy sinh cả cuộc sống cá nhân của mình, phải chịu trăm cay ngàn đắng mới thu phục được lòng tin và yêu thương của mọi người thân trong gia đình. Sự êm thấm yên vui trong gia đình hôm nay có được là nhờ một lòng hy sinh cao cả. Nhưng mẹ Út vẫn chạy lanh quanh trong dòng khổ đau của quy luật nhân quả sai khiến, từ cái khổ này đến cái khổ khác, chứ không có lối thoát ra. Mẹ Út điên đảo tưởng rằng mình đã hy sinh như vậy thì sẽ được bù đắp bằng tình yêu thương của con cái là hạnh phúc an vui. Nào ngờ trong tình yêu thương của con cái thì mẹ Út lại phải gánh chịu những sự đau khổ của con cái khác nữa. Cho nên con người đi tìm hạnh phúc an vui mà đi tìm trong đường luân hồi tình yêu thương trai gái là đi tìm cái mơ mộng, cái hảo quyền, cái bóng dáng, chứ không bao giờ con đường đó có chân hạnh phúc an vui được. Kết luận và áp dụng: khi một người hiểu biết các pháp trên thế gian này là vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta, thì hãy buông xuống hết, buông xuống hết. Chỉ có tình thương yêu con người là bất diệt, là thường còn mãi mãi. Vì tình thương sẽ mang đến sự bình an, yên vui cho mình và mọi người, mọi loài sống trên hành tinh này. Các con nên nhớ lời dạy này. Đoạn 16. Họ gặp nhau nhờ có tên của ông là tác giả của một bài báo. Vì thế, bà cố tìm cho được địa chỉ điện thoại để liên lạc. Tuy nay hai người còn ở cách xa nhau hơn ngàn cây số, nhưng đã gần nhau nhờ có thông tin hiện đại. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: nhân quả dây nợ tiền kiếp có duyên, nhưng nợ vợ chồng không có. Giải trình án: chứng tỏ tình yêu trai gái rất khó quên, nhất là mối tình đầu của người con trai cũng như người con gái. Hình ảnh của hai người tuy lướt qua rất nhanh, nhưng lại ghi sâu đậm trong tâm hồn hai người rất khó quên. Như vậy trai gái yêu nhau là khổ, nên nhà thơ Xuân Diệu nói: yêu là nhớ thẫn thờ qua mây khói.
Yêu nhau mà không thành vợ thành chồng, tức là không được gần bên nhau thì khổ biết mấy, khổ vô cùng, phải không quý vị? Cho nên các con may mắn hơn, sớm biết được Phật Pháp, biết được con đường thoát khổ sớm hơn, thì hãy mau mau chấm dứt con đường tình ái giữa trai và gái. Nó không có hạnh phúc gì đâu, toàn là sự đau khổ, toàn là cay đắng, gian truân, vân vân. Sống một mình, biết Phật Pháp tu hành thì tuyệt vời, bởi biết Phật Pháp chân chính là biết pháp hành ngăn và diệt ác pháp vào đời sống hàng ngày, thì không có một chướng ngại pháp nào, một ác pháp nào, một lời nói nào, một sự việc nào, một tai nạn nào hay một bệnh tật nào làm động tâm quý vị được. Quý vị sẽ làm chủ tâm mình, lúc nào tâm cũng bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. Sống một mình biết Phật Pháp thật là tuyệt vời. Không có một niệm nào trong tâm khởi lên làm dao động tâm mình, làm tâm mình phải lo lắng, sợ hãi, làm cho tâm mình phải buồn phiền, thương nhớ, chờ mong, nghi ngờ, vân vân. Sống một mình biết Phật Pháp thật là tuyệt vời. Không có tình yêu trai gái nào xen vào được, vì người biết Phật Pháp là biết tường tận gốc tình yêu trai gái là gốc khổ muôn đời muôn kiếp, là đường luân hồi sinh diệt muôn đời muôn kiếp của loài người. Người biết Phật Pháp dù nam hay nữ thì tình yêu không thể lường gạt họ được, cho nên giữa nam nữ họ chỉ biết thương nhau với tình thương trong sạch, không đi vào tình thương thấp hèn, ô trượt, bẩn thỉu, nhục dục. Họ giúp nhau với tình tương trợ khi cuộc sống gặp khó khăn và tai nạn, bệnh tật, nghiệp báo. Tình yêu thương của họ là tình yêu thương cao thượng, trong sạch. Vì thế, họ thoát ra khỏi mọi sự ràng buộc của nghiệp báo, nhân quả, luân hồi. Cho nên người thông suốt giáo pháp của Phật là người sống đời sống độc cư nhưng lại không xa lánh một người nào cả. Độc cư mà không sống một mình, bởi vì họ đồng hành với chân lý vô lậu bằng lối sống có phương pháp dẫn tâm đi vào lộ trình bất đồng, tự làm chủ thân tâm của mình, không bị giặc sinh tử mua chuộc sai khiến. Câu chuyện trên đây là một tình yêu lén lút vụng trộm che giấu chồng con và vợ con, mặc dù họ đã hơn 80 tuổi đầu, thế mà trong tâm là một điều gian dối. Hành động như vậy là không chung thủy với chồng con, với vợ con. Hơn 55 năm, khi mò tìm ra được địa chỉ thì liên lạc với nhau, tỏ ra mối tình đã ôm ấp chôn chặt từ lâu. Thật đáng trách cho lòng dạ con người vô liêm sỉ. Việc làm của họ về đạo lý Đông Phương thì người có đạo đức không ai chấp nhận. Ở đời nhiều con người sống lãng mạn, quá quan trọng tình yêu thương trai gái, một thứ tình yêu thương mà người hiểu biết chánh pháp và hướng về chân lý của Phật giáo thì người ta quá sợ hãi. Nghe nói đến tên tình yêu trai gái là người ta khiếp đảm như trẻ con sợ ma trong bóng đêm. Chúng ta hãy yêu thương nhau trong tình yêu thương cao thượng, trong tình yêu thương trong sạch, thoát ra khỏi tình yêu thương nhục dục thấp hèn của gia đình chồng vợ. Vì tình yêu thương đó, nó thường mang lại sự khổ đau cho mình, cho nhiều người. Chúng ta hãy yêu thương nhau trong tình yêu đa hướng, nhắm đến sự thanh cao trong sạch, tương thân tương ái mãi mãi. Con người yêu thương con người, bất cứ người nào, và con người yêu thương muôn loài vạn vật, và mãi mãi yêu thương mọi sự sống, mọi sự bình an hạnh phúc, an vui trên hành tinh này. Hãy gạt bỏ tình yêu thương trai gái trên đạo lộ sinh tử luân hồi, thì mới mong thoát khổ của kiếp làm người. Kết luận và áp dụng: trên đời này chỉ có tình yêu thương chân thật, hồn nhiên, vô tư, trong trắng thì mới cao quý. Cho nên trai gái yêu thương nhau với tình yêu thanh cao, trong sạch đó, thì đừng đi sang qua một lĩnh vực tình nhục dục. Vì tình nhục dục là một thứ tình yêu đau khổ, nó thuộc về nhân và quả. Mà nhân quả thì các con đều biết, toàn là mọi sự khổ đau. Muốn thoát ra mọi sự khổ đau thì chỉ có tình thương yêu đa hướng, tức là yêu thương tất cả, chứ không riêng yêu thương cho một người nào. Vì người nào cũng có sự sống bình đẳng như nhau, nên yêu thương tất cả là đúng. Các con nên nhớ lời dạy này. Đoạn 17. Họ đã nói chuyện với nhau nhiều,
trút cho nhau những bầu tâm sự mà từ khi yêu cho đến nay chưa thổ lộ với ai bao giờ. Hơn nửa thế kỷ giấu kín một tình yêu ôm ấp mãi trong lòng. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: tình yêu là do duyên nhân quả tiền kiếp. Giải trình án: hơn nửa thế kỷ tình yêu thương trai gái, bây giờ mới có dịp trút bầu tâm sự, trong lúc tuổi tác sắp đi vào lòng đất lạnh mà còn gắn bó yêu đương. Ghê thật lòng dạ con người, có chồng có vợ có con có cháu chích chắc như vậy mà tình cảm trai gái lúc thuở ban đầu không chịu bỏ xuống như cụ Nguyễn Du đã nói: khối tình chết xuống tuyền đài chưa tan. Nếu quả thật tình yêu cao thượng và chung tình chung thủy thì ông đừng có vợ và bà đừng lấy chồng. Còn ở đây bà có chồng và ông có vợ, rồi cả hai đều có con cháu chích chắc đông đảo mà còn gợi thương gợi nhớ với nhau, thật là lãng mạn không ai tưởng nổi với hai ông bà cụ này. Với tuổi tác gần đất xa trời mà tình yêu thương trai gái còn nóng bỏng như thuở còn thanh niên, trải qua gần hết một cuộc đời người mà không thấy đời sống con người khổ sao? Không thấy tuổi tác sắp tàn tạ còn gì nữa mà yêu với thương? Lại còn không thấy bây giờ mình đã là cụ ông cụ bà sao? Cuộc đời khổ là một bài học thực tế. Vậy sao hai cụ chưa hiểu tình yêu thương trai gái là con đường khổ đau của kiếp làm người, mà cũng chính con đường ấy là con đường độc lộ sinh tử luân hồi như trên đã thường nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Nhất là lộ trình này thường đi theo nghiệp lực nhân quả, nên chúng đã điều khiển vạn vật sinh diệt mãi mãi muôn đời muôn kiếp để trả vai theo luật nhân quả. Nỗi thương nhớ khổ đau trong tình yêu trai gái không thành vợ thành chồng của ông cụ bà cụ này thật là một tình trường đau khổ. Yêu mà không dám thổ lộ cho ai biết, chỉ ôm ấp trong lòng, ngày ngày thăm dò tin tức nhưng vẫn bặt. Cho nên ông cụ bà cụ luôn nghĩ rằng chắc người yêu đã hy sinh cho tổ quốc, cho nên ông cũng mạnh dạn lấy vợ, và bà cũng không còn hy vọng nên đã lấy chồng. Như vậy rõ ràng tình yêu thương gia đình và bổn phận chứ không còn nghĩa chung tình chung thủy. Họ sống với nhau chỉ là bổn phận chồng hay vợ để chia sẻ cuộc sống cùng nhau gánh vác, chứ nói tình yêu thương gắn bó chung tình chung thủy trong cuộc sống lứa đôi thì không có. Xét như vậy, chúng ta thấy rất rõ, tình yêu thương trai gái thanh cao trong sạch, không chút bận nhơ trong tình dục dục, thì tình yêu ấy rất tuyệt vời. Nhưng không khéo thì nó trở thành tình yêu thương lãng mạn, mang tính chất sầu khổ thương đau. Như trên đã nói, tình yêu thương nào cũng là tình yêu trong đau khổ, vì đó chỉ là tình yêu thương nhất hướng. Nếu không làm khổ mình thì làm khổ người, hoặc làm khổ cả hai. Chúng ta là những đệ tử của Phật nên chúng ta phải sáng suốt và cân nhắc kỹ lưỡng hơn, phải sống yêu thương trong tình yêu thương không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai, thì đó mới chính là tình yêu thương cao thượng trong sạch, thì đó mới là tình yêu thương từ bi của con đường Phật giáo đã dạy chúng ta. Và chính chúng ta lúc nào cũng nên ghi nhớ để sống đúng, làm đúng thân hành, ý hành, khẩu hành, đạo đức nhân bản nhân quả, 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 bản nhân quả. Đức không tham sắc dục với phái nữ. Người phụ nữ là người phải chịu thiệt thòi nhiều thứ đau khổ nhất trong cuộc tri hoang này. Họ phải gánh chịu gấp trăm ngàn lần khổ đau hơn người nam. Cái khổ thứ nhất của người phụ nữ: ngày xưa thời phong kiến, người phụ nữ khi lén lút với người nam lỡ có thai thì cả làng xã trói chặt cô gái này, đem bỏ trên một cái bè thả trôi sông. Chiếc bè không người lái trôi dạt theo dòng nước, mang theo một người con gái vô phước bị trói chặt. Trời nắng nóng như thiêu đốt, không có thực phẩm ăn uống, đói khổ vô cùng. Cô gái này phải chết, chết trong sự hành hạ quá khổ đau. Nhưng trước khi thả bè trôi sông, cô gái này còn bị mọi người chửi mắng, sỉ nhục thậm tệ, và còn bị đánh đập không chút xót thương nữa. Bên Ấn Độ có một tục lệ hành hạ người phụ nữ quan hệ bất chánh cho đến chết bằng cách ném đá. Ở đó
người ta bắt người phụ nữ ấy trói chặt vào một trụ cây, rồi mọi người cứ lấy đá ném vào người con gái cho đến khi chết mới thôi. Đấy, các chị em phụ nữ đã thấy chưa? Khi nam nữ gần nhau hạnh phúc đâu không thấy, mà thấy toàn là sự khổ đau, mà người phụ nữ lại phải gánh chịu hết mọi sự khổ đau ấy một mình. Còn người nam thì sao? Như các bạn đã biết, thời xưa người ta trọng nam khinh nữ, cho nên làng xã cũng chỉ phạt lấy có mà thôi. Các bạn sẽ thấy luật pháp của ngày xưa không có công bằng chút nào cả. Hai người nam nữ đồng phạm vào một tội lén lút sắc dục, mà người nữ bị kết tội khổ nhục tử hình, còn người nam bị đánh mấy chục roi mà thôi. Đạo đức thời xưa thật là bất công, phải không hỡi các chị em phụ nữ? Nam nữ sinh ra cũng là con người như nhau, tại sao đối xử tàn tệ như vậy? Nếu lịch sử loài người không có những bậc anh thư, thì người phụ nữ ngày nay sẽ ra sao? Và có đòi được quyền nam nữ bình đẳng chăng? Con người đối xử với con người mà còn như vậy, huống gì đối xử với các loài động vật khác? Hiện giờ, tuy rằng nam nữ được bình đẳng như nhau, nhưng bản chất con người dù nam hay nữ vẫn còn mang đầy bản ngã tự phụ, phi đạo đức làm người, nên cảnh gia đình thường hay có sự rầy rà bất an. Đấy cũng là những điều đau khổ, chứ hạnh phúc gì đâu. Thưa các bạn có thấy trên đời này có đôi vợ chồng nào không rầy rà, không giận hờn, sống hạnh phúc bên nhau cho đến khi đầu bạc răng long mà không có sự buồn phiền chăng? Còn bây giờ thì sao? Làng xã người ta không hành hạ các bạn như xưa, nhưng người ta vẫn cười chê các bạn à. Khi gặp các bạn, người ta không nói ra thẳng mặt, nhưng người ta không còn quý trọng và cũng không còn muốn thân cận với các bạn. Nếu các bạn gặp những người đàn ông có máu 35, thì họ dùng những lời lẽ sổ sàng, thô lỗ, tục tiểu, hoặc những hành động thiếu văn hóa, kém đạo đức, trêu ghẹo bạn. Một phút đắm say sắc dục thì giá trị phẩm hạnh đạo đức của các bạn bị đánh mất đi, phải không hỡi các bạn? Ngày xưa, nhờ sự cực hình của làng xã nghiêm khắc như vậy mà các cô gái thời xưa mới giữ mình trọn vẹn. Cho nên các bạn gái phải nhớ, một phút tri hoang mà sự khổ đau ngàn trùng phải chịu lấy một mình. Còn thời nay, các bạn tự do hơn, không còn bị hành hạ khổ đau bằng mọi sự áp bức nữa. Nhưng các bạn phải nhận lãnh những sự khổ đau khác. Lỡ có thai, các bạn đi nạo thai. Nạo thai cũng là một sự hành hạ khổ đau ghê gớm, từ thể xác lẫn tinh thần. Đó là tội ác giết con. Sự nạo thai nhiều lần thì gây ra những bệnh phụ khoa, mà các bạn phải chịu nhận lấy tràn đầy những sự khổ đau ấy suốt cuộc đời của bạn. Các bạn có biết chăng? Cái khổ thứ hai của người phụ nữ. Người ta nói rằng ngày đám cưới là ngày vui nhất, hạnh phúc nhất đời của người con gái. Sự thật có như vậy không? Thật sự không phải vậy. Một đám cưới làm cho trang trọng, cổ bàn linh đình, để hãnh diện với xóm làng thì phải tốn hao rất nhiều tiền bạc, có khi phải đi vay nợ. Các bạn cứ suy nghĩ đi, ngày đám cưới xong mà mắc nợ thì làm sao gọi là ngày vui nhất được, phải không hỡi các bạn? Nhà không nợ, khi cưới vợ cho con phải nợ nần, thì ai mà không rầu lo? Các bạn nghĩ sao khi cha mẹ nợ nần do đám cưới của các bạn? Như vậy thì các bạn có vui không? Còn về phần các bạn, khi đám cưới xong, các bạn sẽ đi hưởng tuần trăng mật. Tuần trăng mật các bạn có biết không? Người ta thường bảo tuần trăng mật rất hạnh phúc, chứ ít ai dám nói sự thật. Chứ sự thật là sự đau khổ các bạn à. Vừa mệt nhọc, vừa đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần. Những người nào đã có hưởng tuần trăng mật rồi thì lời nói của chúng tôi không sai, cho nên mọi người lầm tưởng đó là ngày hạnh phúc biết bao. Nhưng không phải vậy hỡi các bạn. Mọi người phụ chưa phải là hạnh phúc đâu các bạn à. Trong sách Ái Tình Bửu Giám nói, khi người phụ nữ giao hợp với người nam lần đầu tiên là người phụ nữ phải chịu khổ đau rất nhiều. Như vậy, ngày đám cưới là ngày hạnh phúc nhất là ở chỗ nào?
Rõ ràng chúng ta sống trong tưởng, chứ sự thật là một sự khổ đau mà người phụ nữ phải gánh chịu một mình. Rồi đây, cảnh mẹ chồng nàng dâu, chị chồng, em chồng, biết chừng nào cho hết nỗi khổ đau này. Tưởng đám cưới là ngày vui và hạnh phúc nhất đời, nhưng không ngờ ngày ấy là ngày bắt đầu thân cá chậu chim lòng. Mọi sự khổ đau đang trói chặt, không còn cách nào thoát ra được, như cá cắn câu biết đâu mà gỡ, chim vào lòng biết thuở nào ra. Người phụ nữ từ đây đã khép mình vào trong lòng kín, không còn như cánh đời lộng gió. Cuộc đời của người phụ nữ bắt đầu từ đây chịu khổ muôn ngàn cay đắng. Vậy mà bảo rằng ngày đám cưới là ngày vui nhất, hạnh phúc nhất đời người con gái. Theo chúng tôi nghĩ, lời nói trên đây là không đúng sự thật. Khi người phụ nữ bước lên xe hoa về nhà chồng là ngày bắt đầu khổ đau nhất cuộc đời. Các bạn phụ nữ hãy suy nghĩ lại đi, lời chúng tôi nói có đúng không? Cái khổ thứ ba của người phụ nữ: khi mới mang thai, ăn uống thường bị ói mửa, ăn uống không được, người xanh xao vàng giọt, mệt mỏi vô cùng. Đấy là cái khổ mà có ai thấy được, gánh được cho người phụ nữ này. Chỉ có người phụ nữ phải chịu ôm lấy sự khổ đau này một mình. Các bạn cứ suy ngẫm lại đi, có đúng không? Thế mà người phụ nữ chịu khổ mà còn lại bảo rằng đó là thiên chức sắp làm mẹ của người phụ nữ. Tại sao không bắt người đàn ông lãnh thiên chức này? Hai người đồng thời truy hoang mà lại bắt một người chịu biết bao sự đau khổ, vậy mà còn gọi là thiên chức. Như vậy thiên chức có công bằng hay không? Người phụ nữ quá yếu hèn, rụt rè e sợ, không dám vươn lên giữ vững tay lái, đức không tham sắc dục, để chiến đấu với sự bất công của mặt trận sắc dục, để đòi lại sự công bằng cho mình, mà chỉ còn biết tự an ủi mình bằng câu: phụ nữ thường có khuynh hướng cống hiến và hy sinh. Một câu nói tiêu cực để muôn đời âm thầm chịu khổ một mình với thiên chức làm mẹ, để rồi bao nhiêu giọt lệ khóc thương cho đời người con gái bạc phận. Một phút không giữ tâm tham sắc dục mà phải chịu khổ suốt đời, phải không hỡi các bạn? Cả thế giới này, các bạn có nghe thấy chăng? Tiếng nói của một người phụ nữ Việt Nam oai hùng còn vang vọng mãi từ ngàn xưa cho đến ngày hôm nay trên mặt trận sắc dục. Cưỡi sóng to, chém cá kình ngư nơi biển đông, một đời không cúi đầu làm thê thiếp cho người. Người có lời nói này mới thật sự là người phụ nữ có khuynh hướng cống hiến và hy sinh mình cho tổ quốc quê hương. Chứ cống hiến và hy sinh cho sắc dục, cho con đường sanh tử luân hồi và tiếp nối sự khổ đau mãi mãi thì có nghĩa lý gì nữa, phải không hỡi các bạn? Còn về sắc dục, chúng ta không tự chiến thắng mình để sa ngã. Chỉ một phút giây hoang lạc mà suốt đời chịu khổ đau. Khi chịu khổ đau không biết than thở và chia sẻ cùng ai, nên tự an ủi mình bằng thiên chức làm mẹ hoặc cống hiến và hy sinh. Thiên chức làm mẹ, cống hiến và hy sinh cho con cái, điều này có đúng không các bạn? Con cái là gì vậy các bạn? Con cái là nợ nhân quả đấy các bạn à. Vay nợ thì phải trả, chứ sao gọi là thiên chức, cống hiến và hy sinh? Nếu tâm không tham sắc dục thì làm sao có vay nợ con cái? Không có vay nợ thì làm sao có thiên chức, cống hiến và hy sinh? Như vậy, cống hiến và hy sinh cho con cái tức là cống hiến và hy sinh cho tâm tham sắc dục. Nhưng tâm sắc dục là một cuộc truy hoang nơi bất tịnh, uế trượt, hôi thối, thấp hèn, thuộc về cá nhân của nam nữ của hai người. Dâm dục có gì cao cả đâu mà phải cống hiến và hy sinh? Là chúng ta đang sống trong điên đảo, tự làm khổ mình mà không biết, đang bị luật nhân quả chi phối tác động tâm, khiến cho chúng ta mê muội, say mê sắc dục, để lần bước theo con đường khổ đau cùng tận, và để tiếp nối cuộc hành trình luân hồi tái sanh. Sinh ra làm thân người nữ, với thiên chức gì mà phải chịu khổ đau như vậy? Thật là đau buồn, phải không hỡi các bạn? Nếu các bạn không tự chiến thắng tâm sắc dục của mình, không sống một đời sống đức không tham sắc dục, thì các bạn phải chịu muôn vàn khổ đau. Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình.
Cái khổ thứ tư của người phụ nữ, khi mang thai phải chịu nặng nề 9 tháng 10 ngày, hai chân thường bị phù nề to lớn như chân voi, đi đứng rất khó khăn. Vả lại lúc ấy đang làm dâu con nên đâu dám nghỉ ngơi. Mà nếu có được sự nghỉ ngơi thì lại sợ con trong bụng quá to lớn, khi sinh sẽ gặp nhiều khó khăn, có khi mất mạng, nên phải cố gắng làm không dám nghỉ. Từ ngày đám cưới cho đến ngày mang thai, có bao giờ người phụ nữ sung sướng được đâu. Vui thì chỉ có một chút xíu như cát trong đầu móng tay, mà khổ thì đau vô cùng tận. Vậy mà bảo vui nhất, hạnh phúc nhất đời của người con gái. Cái khổ thứ năm của người phụ nữ, ngày khai hoa nở nhụy là ngày mừng vui nhất vì nhận thiên chức làm mẹ. Người ta gán cho người phụ nữ bốn chữ nhận thiên chức làm mẹ, để rồi từ đây người phụ nữ phải gánh chịu những sự nhọc nhằn đau khổ chỉ có riêng mình. Cái khổ đau trước tiên mà người phụ nữ phải chấp nhận, đó là cái đau đớn 10 phần chết, chỉ còn một phần sống là ngày sinh nở. Ngày sinh nở là ngày đau khổ nhất trần ai của người phụ nữ thập tử nhất sanh. Ai có một lần đau đẻ mới biết, sanh đẻ là khổ đau tận cùng của những cái đau khổ khác. Cái khổ thứ sáu của người phụ nữ, khi sinh con ra, phải đêm ngày bồng bế nuôi dưỡng con, cực khổ trăm bề. Các bạn có thấy chăng, một phút tri hoan cả đời khổ ải. Một đứa bé sinh ra thì phải có sự bài tiết, nhưng nó có biết dơ sạch gì đâu, nên khi bài tiết, nó bài tiết ngay tại chỗ nằm, chỗ ăn, chỗ ngủ, vân vân. Lúc bấy giờ, người mẹ phải chịu hôi chịu thối, lo hút dọn, lau chùi, tắm giặt quần áo cho con. Sự cực khổ như vậy mà phải chịu đựng suốt 3-4 năm trời, chờ con lớn khôn biết bài tiết có nơi có chỗ. Đó là nói đứa con không đau bệnh, còn nó bệnh đau thì người mẹ phải chịu cực khổ gấp trăm ngàn lần. Người mẹ phải ôm con thức suốt đêm ru và hát cho con ngủ. Nhưng nào nó có ngủ đâu, vì bệnh đau nó khóc suốt đêm, thì người mẹ cũng khóc với con suốt đêm. Các bạn có thấy chăng? Từ khi bước lên xe hoa, làm dâu, làm vợ và làm mẹ, thì hạnh phúc đâu không thấy, mà chỉ thấy toàn là những sự khổ đau. Khổ đau nào dám than thở với ai, chỉ biết lấy con cái làm nguồn vui cho mình. Nhưng cuối cùng con cái nói những lời cay đắng phũ phàng. Thật là đời là một biển khổ vô cùng vô tận, phải không hỡi các bạn? Cái khổ thứ bảy của người phụ nữ, cực khổ như vậy chưa hết đâu các bạn à. Hằng ngày các bạn còn phải lo cho con bú, cho ăn, rồi mặc, rồi dạy tập nói tập đi. Cho đến khi được lớn hơn một chút, được cấp sách đến trường, thì phải lo việc học hành của con, tiền học phí, tiền sách vở, tiền quà tiêu vặt cho con hằng ngày, lo toàn cả trăm thứ chi phí. Thường ngày phải luôn luôn nhắc nhở con cái phải ráng học hành siêng năng. Nhiều khi người mẹ phải ngồi dạy con suốt cả buổi. Phải nói rằng người mẹ đang học bài với con. Những hành động cực khổ vô vàn này nào ai có biết, nào có ai chia sẻ những nỗi khổ cực này chăng? Phải không hỡi các bạn? Khi đi học thấy con về muộn, người mẹ lo sợ từng phút từng giây. Chừng nào thấy mặt con về đến nhà thì mới hết nôm nớp lo âu. Đấy là những nỗi khổ chứ hạnh phúc chỗ nào đâu, phải không hỡi các bạn? Nếu con cái không nghe lời cha mẹ, trốn học đi chơi với bạn bè hư thân mất nết, sa ngã, xì ke, ma túy, thuốc phiện, hoặc bệnh S, SIDA, HIV, vân vân, thì cử rớt khiến cho cha mẹ đau khổ vô cùng. Như vậy là hạnh phúc chỗ nào đâu? Người phụ nữ sinh ra đời là chịu lấy muôn vàn sự khổ đau, phải không hỡi các bạn? Mọi người nói đám cưới là ngày vui nhất, là để an ủi số phận của chúng ta, che lấp những sự khổ đau, để chúng ta an phận mà sống trong từng tiếng nức nở, cống hiến và hy sinh. Cái khổ thứ 8 của người phụ nữ, như vậy còn chưa hết khổ đâu các bạn à. Phải lo cho con học hành có nghề nghiệp để tự nuôi sống thân nó, để nó tự bảo bọc gia đình nó. Khi nó đã có nghề nghiệp thì phải lo dựng vợ gả chồng. Nếu vợ chồng con cái của nó hòa thuận thì thôi, bằng bất hòa thì là một nỗi khổ của cha mẹ rất lớn. Ai có con cái thì sẽ thông cảm được điều này.
Nuôi con lớn khôn thì công lao của người mẹ kể sao cho hết. Vậy mà khi lớn khôn, nó làm theo ý muốn của nó, cãi lại cha mẹ, còn bảo cha mẹ là áp đặt con cái từ việc học hành đến việc hôn nhân. Cha mẹ áp đặt con cái để làm gì thưa các bạn? Chỉ vì thương con mình, muốn con mình trở thành người tốt, cuộc sống luôn được an vui và hạnh phúc, không bị ai lừa đảo gạt gẫm. Ngược lại, con cái không hiểu công lao cực nhọc của cha mẹ trăm ngàn lần khó nhọc, lỡ nói ra những lời nói bất hiếu, bất nghĩa, phũ phàng công ơn, khiến cho cha mẹ buồn khổ vô cùng. Con cái bất hiếu như vậy, rồi đây luật nhân quả sẽ phải trả quả báo ấy cho mà xem. Nhưng con cái bị trả quả khổ đau thì cha mẹ cũng chẳng vui gì, phải không hỡi các bạn? Cái khổ thứ 9 của người phụ nữ, bên cạnh việc ngày đêm chăm sóc dạy dỗ con cái mà còn phải lo tranh thủ làm một người nội trợ đảm đang, đi chợ nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ cho chồng cho con. Nếu ở nông thôn, người phụ nữ còn phải phụ chồng con chăn nuôi trồng trọt, cấy cày, gặt hái vân vân, lại còn phải mang nông phẩm, rau quả hoặc gà, vịt, cá, tôm ra chợ bán buôn, đi sớm về trưa dù con còn bé. Đó là cảnh đầu tắt mặt tối ở riêng, còn cảnh ở chung với cha mẹ chồng, chị chồng, em chồng thì sao? Ôi ngày xưa, cảnh làm dâu của người phụ nữ phải chịu nhiều cay đắng do mẹ chồng, chị chồng, em chồng, họ quá khắc nghiệt và áp đặt mọi việc. Người phụ nữ làm dâu giống như một tôi tớ trong nhà, thức khuya dậy sớm quét dọn nhà cửa, hầu hạ cơm nước, làm việc quần quật suốt ngày không hở tai. Nghĩ đến cảnh làm dâu con mà người phụ nữ quá sợ hãi, nhưng ngày nay không còn nữa. Cảnh khổ này chưa hết đâu bạn à. Khi gia đình cơm không lành canh không ngọt, chồng say xỉn, kinh tế thiếu trước hụt sau, thì các bạn nghĩ sao? Ôi khổ tận cùng, mỗi cái khổ đều đổ trên đôi vai bé nhỏ của bạn, bạn có biết không? Chỉ vì một quan niệm sai lầm, nhưng quan niệm ấy đã ăn sâu vào cốt tủy của con người rất khó bỏ. Đó là đời sống phải có đôi có bạn. Bậc làm cha mẹ tuy biết đời mình đã khổ, nhưng không còn cách nào hơn là phải lo cho con có đôi có bạn, rồi chết mới an tâm. Còn về phần người con thì sao? Đa số họ đều nghĩ có vợ mới lo làm ăn được, hoặc có chồng để nương tựa vào nhau mà sống, chia vui sẻ buồn, tránh cảnh cô đơn buồn tẻ, và để có con nhờ về sau. Đại đa số họ rất sợ cảnh độc thân, cô đơn, già yếu, ốm đau không ai lo, nhất là sợ mọi người ăn hiếp. Đó là một nỗi lo xa của mọi người, chứ sự thật không phải vậy đâu, vì mọi người chưa hiểu luật nhân quả. Trong cuộc đời này đã xác định rất rõ ràng, hãy vào thăm những nhà dưỡng lão thì các bạn sẽ rõ. Biết bao nhiêu ông già bà cả đã từng có chồng, có vợ, có con cái hẳn hoi, thế mà hôm nay lại sống cô đơn nơi đây chỉ có một mình, với lòng thương hại của mọi người bốn phương. Chúng tôi xin trở lại vấn đề. Đã muôn vàn cực khổ nuôi con lớn khôn, tuổi tác đã già yếu nhưng vẫn còn lo cho đời cháu đời chắc khi chúng nó ấm đầu sổ mũi. Như vậy, người phụ nữ sinh ra là để chịu khổ muôn vàn, từ khi bước chân lên xe hoa đến ngày xuống lòng đất. Ai biết được điều này, phải không hỡi các bạn? Bởi chạy theo tâm sắc dục, người phụ nữ phải thọ chịu sự khổ đau nhiều nhất, như trên chúng tôi đã nói. Tục ngữ có câu, đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Đúng lắm các bạn. Cái khổ của tâm sắc dục thì vô cùng tận, nhưng cái lạc thì rất ít như đất trong đầu móng tay. Xét cho cùng, lý của tâm sắc dục vừa làm khổ lại vừa làm tiêu hủy một năng lực rất lớn của con người. Người đắm chìm trong sắc dục, cơ thể thường bệnh tật. Sắc dục là một điều tai hại nhất của con người. Các bạn đừng tưởng rằng nó là hạnh phúc chân thật của đời người, nên các bạn mới chạy theo để thỏa mãn dục vọng đó. Dục vọng của con người không bao giờ thỏa mãn được. Nó giống như người nghiện thuốc lá, thuốc lào, thuốc phiện, vân vân. Ở tâm sắc dục, tìm cầu hạnh phúc đâu không thấy, mà chỉ thấy toàn là một sự mệt nhọc, đau khổ nối tiếp nhau. Nhất là mọi người không ngờ, những hành động truy hoang đó lại là một sự nối tiếp luân hồi tái sanh.
Trong sự luân hồi tái sanh là sự khổ đau bất tận từ kiếp này đến kiếp khác các bạn ạ. Theo luật nhân quả trả vai thì đây là một chuỗi dài thời gian thống khổ ghê gớm từ đời này sang đến đời khác, nối tiếp nhau và luân hồi mãi mãi không bao giờ dứt. Đó chính là con đường sắc dục, con đường luân hồi tái sanh của muôn loài. Các bạn có nhận ra con đường này chưa? Khi đã nhận ra, các bạn phải làm gì? Hay cứ bỏ trôi đời mình theo dòng nước đục nhân quả, như cánh lục bình trôi trên dòng sông nước? Người ta đâu biết rằng giữa những hành động hạnh phúc lứa đôi nam nữ âu yếm nhau là những hành động đang bị luật nhân quả chi phối, tác động, điều khiển, khiến cho đôi lứa nam nữ đắm đuối mê say để rơi vào cạm bẫy nhân quả. Trên đời này ít có người nào hiểu biết uy lực này, nên không có một người nào thoát ra khỏi định luật nhân quả được. Do đó tất cả vạn vật trên hành tinh này đều phải chịu chi phối điều hành của luật nhân quả như vậy. Đó là một sự sinh tồn nối tiếp nhau để sống của vạn vật, nên mọi vật phải chịu chung với một quy luật của nhân quả. Chỉ có những người nào sống trọn vẹn đạo đức nhân bản nhân quả thì mới ra khỏi quy luật này. Cái khổ triền miên bất tận của luật nhân quả luân hồi này chưa có ai ngăn chặn đứng được. Muốn ngăn chặn đứng sự khổ đau này, chỉ duy nhất có đạo đức nhân bản nhân quả ra đời, để cho mọi người thấu hiểu những hành động không làm khổ mình, khổ người, thì mới có thể đình chỉ những cuộc sống truy hoang sắc dục thấp hèn. Trong những hành động đạo đức không làm khổ mình, khổ người, có một hành động dạy chúng ta không tham sắc dục, tức là đức không tham sắc dục. Muốn thực hiện đức không tham sắc dục thì phải thực hiện đời sống độc thân. Đời sống độc thân có lợi gì, có hại gì? Thưa các bạn, theo quan niệm của mọi người từ xưa đến nay nghĩ rằng độc thân là một cuộc sống cô đơn buồn chán, trước sau quạnh quẽ, chỉ có một bóng một hình, trông dễ sợ. Khi già yếu đau bệnh, không ai lo cơm nước thuốc thang, và sống một mình luôn sợ mọi người ăn hiếp như trên chúng tôi đã nói. Thưa các bạn đừng nghĩ như vậy. Nghĩ vậy là các bạn đang sống trong tưởng tri. Chỉ vì người ta chưa biết sống độc thân như thế nào đúng và như thế nào sai. Người ta thường chứng kiến những người sống độc thân vì hoàn cảnh bắt buộc, chứ họ chẳng bao giờ thích sống độc thân. Những người hoàn cảnh bắt buộc họ phải sống độc thân như vậy, nên tâm hồn họ cô đơn, buồn chán, khổ đau như trên các bạn nghĩ tưởng. Thưa các bạn, sống độc thân là một cuộc sống trọn vẹn, không làm khổ mình, khổ người. Một cuộc sống giữ tròn đức hạnh cao thượng tuyệt vời, thoát ra mọi sự ràng buộc của năm đối tượng dục lạc. Năm đối tượng dục lạc là gì? Một, danh, quyền thế, chức vị, ngôi cao, lời khen tặng, lời ca ngợi. Hai, tiền bạc, của cải, tài sản, vật chất. Ba, sắc dục, phụ nữ. Bốn, ăn uống. Năm, ngủ nghỉ. Người sống độc thân thì tâm thường bị ngũ dục lạc lôi cuốn và cám dỗ. Ngũ dục lạc lôi cuốn và cám dỗ mà cố ức chế chịu đựng, không hưởng thụ, thì người ấy phải chịu khổ vô cùng vô tận. Còn người biết cách sống độc thân, lần lượt họ khắc phục tâm mình, sống đúng đức hạnh làm người, xa lìa năm điều tai hại hèn hạ của ngũ dục lạc. Lần lượt chúng tôi sẽ dạy các bạn đủ năm đức hạnh làm người. Như các bạn đã học: đức không tham danh, đức không tham lợi, đức không tham sắc dục. Và bây giờ các bạn đang học đức không tham sắc dục. Sự học hiểu này giúp cho các bạn mở mang trí tuệ, có tầm nhìn thẳng vào sự thật cuộc sống của chính các bạn. Hơn nữa, nó còn giúp cho các bạn sống không mơ mộng hão huyền theo ngũ dục lạc thế gian. Ngũ dục lạc là cái bóng hạnh phúc hão huyền, là miếng mồi của nhân quả, câu nhữ để các bạn xa lưới, mắc câu luân hồi sinh tử, mãi mãi muôn đời chịu khổ đau. Xét cho cùng tận, người sống độc thân được an ổn và hạnh phúc nhất đời, vì không có đối tượng quấy rầy, không có người làm cho bạn buồn phiền, bất toại nguyện, thương ghét, sợ hãi, lo lắng, phiền não, giận hờn, cay đắng, thù hận, khổ đau vân vân, và không tiêu hao khí lực trong những cuộc truy hoang sắc dục. Sống độc thân là một cuộc sống với tâm hồn thanh thản, an vui và vô sự. Sống hòa mình trong vũ trụ với sự sống của muôn loài,
mà không có người hay vật nào làm cho ta bận tâm được, thì đó mới chính là mình đã sống độc thân. Sống độc thân chính là ta sống cho muôn loài vạn vật với tình thương bao la rộng lớn vô bờ bến, sống với vạn hữu trong môi trường sống mà duy nhất chỉ có một tâm hồn bất động. Còn sống có nhiều người như trong một gia đình thì phải có nhiều điều nghịch ý trái lòng, phải có lời qua tiếng lại, phải có buồn phiền, giận hờn, to tiếng cãi nhau vân vân. Sống độc thân làm sao có chuyện ấy được, phải không hỡi các bạn? Sống độc thân mà không độc thân, vì xung quanh ta có nhiều người bạn thân thương, đó là cây cỏ, đất đá, núi sông và các loài động vật nữa. Còn sống có gia đình khổ lắm các bạn ạ, nhất là người phụ nữ. Các bạn nghĩ lại xem có đúng không? Các bạn thường nghĩ rằng sống độc thân đến khi già yếu bệnh tật không ai lo, chết trong cô đơn buồn tẻ một mình vân vân. Vì nghĩ như vậy nên khi con cái lớn khôn thì lo dựng vợ gả chồng để sống có đôi có bạn, có nương tựa vào nhau, giúp đỡ nhau khi già yếu, khi bệnh tật, khi chén cơm manh áo, khi ly nước thuốc thang vân vân. Nhưng khi hai người nam nữ sống chung nhau đã đem lại cho nhau muôn trùng sự khổ đau và còn nhiều cảnh trái ý nghịch lòng mà chúng tôi đã nói trong sách này. Sống không làm khổ mình, khổ người là sống độc thân. Sống độc thân không có nghĩa là ta sống ích kỷ riêng cho ta. Vì thế, người sống độc thân là người biết sống những đức hạnh cao quý làm người. Biết sống những đức hạnh cao quý làm người là biết vượt ra khỏi bản tính dục lạc của loài động vật. Nếu loài người không vượt ra khỏi ngũ dục lạc này thì cuộc sống chỉ là những loài động vật mà thôi. Sắc dục là một định luật sinh tồn của vạn vật trong luật nhân quả mà chúng tôi đã nói ở trên. Từ loài cỏ cây thảo mộc thực vật cho đến những loài bò, bay, đi, chạy, nhảy, động vật nói chung, tất cả đều chịu quy luật sắc dục sinh tồn để sinh sôi nảy nở. Cho nên, con người thực hiện đức không tham sắc dục là làm cho định luật nhân quả đình chỉ. Luật nhân quả này đình chỉ thì toàn bộ ác pháp trên thế gian này cũng sẽ không còn nữa. Và như vậy thế gian sẽ hết khổ đau, cuộc sống của con người đã trở thành cuộc sống thiên đàng. Như chúng tôi đã nói ở trên, sắc dục là quy luật sinh tồn của vạn vật. Nếu biết tiết độ nó ở mức bình thường thì loài người ít khổ. Còn ngược lại, nếu sắc dục thái quá thì gây tai hại cho loài người, cho xã hội. Và như vậy, sắc dục thái quá nó mang đến những tai hại gì? Một, bản thân bệnh tật. Bệnh tật thường truyền nhiễm qua đường sinh dục như di trùng bệnh giang mai, di trùng bệnh HIV, S và các loại bệnh phụ khoa khác ngày càng nhiều hơn vân vân. Hai, gia đình bất an, có nghĩa là chồng lấy vợ người này, vợ lấy chồng người khác, khiến cho đạo nghĩa chung thủy gia đình một vợ một chồng mất đi, gây nên tình trạng thương tâm cho con cái xa cha hoặc mất mẹ. Ba, tệ nạn mãi dâm khắp nơi trong xã hội. Một đất nước mà nơi đâu cũng có gái mãi dâm là một đất nước chưa có văn hóa văn minh lành mạnh. Giá trị người phụ nữ quá thấp kém, nói đúng hơn là đất nước đó thiếu đạo đức làm người. Bốn, dân số đông, dân trí kém và tệ nạn xã hội quá nhiều. Do hàng loạt đa số con cái được sinh ra từ khoái lạc của tâm tham sắc dục, chứ không từ sự ý thức tiết độ tình dục, không từ sự nhận thức rõ trách nhiệm của cha mẹ là nuôi con đúng tiêu chuẩn và dạy bảo con nên người hữu ích. Trong giai đoạn đất nước đang phát triển khoa học công nghệ hiện đại này, thì sự học của con cái càng phải được cha mẹ chăm sóc kỹ lưỡng để học tập đến nơi đến chốn, thì trình độ học thức mới theo kịp mọi người, mới làm lợi ích cho gia đình và xã hội. Hiện giờ, tình trạng học thức của trẻ em chung cả nước chưa đạt tiêu chuẩn kiến thức phổ thông. Thường thường, cấp trung học phổ thông có 12 lớp, nhưng trẻ em chỉ mới học đến lớp 9. Sĩ số học sinh giảm đi rất nhiều vì học lực, vì hoàn cảnh. Đó là những nỗi lo của bậc làm cha mẹ, của những nhà lãnh đạo đất nước. Vì thế, đức không tham sắc dục cần phải được giữ gìn nghiêm chỉnh. Nhất là mọi người phải sáng suốt, thấy trách nhiệm và bổn phận, ngăn chặn những hành động khiêu dâm gợi dục của mình và của những người khác. Vì dâm dục là một hành động không biết thương mình, làm hại mình,
gây tổn thương giá trị đức hạnh của người phụ nữ chung cả nước. Gái mãi dâm là những phụ nữ chỉ biết sống có tiền, không biết giá trị phẩm hạnh đạo đức bản thân của mình, không biết giữ giá trị chung cho giới phụ nữ Việt Nam, không biết noi gương những bậc Anh Thư, Trưng Dương, Triệu Ẩu, Ỷ Lan, vân vân. Những bậc này luôn luôn giữ gìn giá trị phụ nữ quê hương tổ quốc của mình. Một phụ nữ làm gái mại dâm là đã làm sỉ nhục cho giới phụ nữ nước đó. Giới phụ nữ nước đó bị sỉ nhục là nước đó bị sỉ nhục. Các bạn phụ nữ có biết chăng? Hỡi các bạn phụ nữ, các bạn có biết chăng, dưới mắt một người khác phái, phụ nữ mại dâm chỉ là một công cụ giải trí cho nam giới, là một con người có giá trị như bao nhiêu người khác. Mà quý bạn đã tự biến mình thành một món đồ chơi cho kẻ khác thì còn có nghĩa lý gì là một con người nữa, phải không hỡi các bạn? Thưa các chị em phụ nữ, chúng ta sống không phải chỉ có tiền bạc mới sống được, còn có nhiều cách sống cao thượng hơn, không phải ở tiền bạc vật chất mà ở tinh thần tự lực tự cường, biết đứng thẳng trên đôi chân của mình, biết vươn lên và vượt qua những nỗi khó khăn gian khổ của cuộc đời, chứ không phải vì cảnh nghèo đói mà đi bán thân nuôi miệng, chứ không phải vì cảnh nghèo đói mà đi làm thê thiếp hầu hạ cho người. Những cô gái lam đủ lầu tắt mặt tối, tay làm hàm nhai, nhưng giá trị người phụ nữ ấy không bị chà đạp, không bị ai coi rẻ. Còn chị em son phấn lòe loẹt, quần áo đẹp đẽ, giày dép cao sang, nhưng giá trị của người phụ nữ này coi chừng đứng không đúng vị trí và khả năng của mình thì sẽ bị chôn vùi dưới lớp bùn nhơ hôi thối. Chị em có biết chăng, đó là những gái mại dâm, gái bán bia ôm, gái bán cà phê ôm, gái nhảy ở các vũ trường, vân vân. Đạo đức làm người không chấp nhận những người phụ nữ ăn mặc bài da hở thịt hoặc bó sát người khiêu gợi dâm dục. Người phụ nữ ăn mặc như vậy là gợi lòng sắc dục của người khác phái, đó là một hành động thiếu đạo đức và văn hóa là người. Hành động đó làm sỉ nhục quê hương tổ quốc. Các chị em phụ nữ có biết chăng? Đề tài tôi giảng hôm nay, tu là dừng nghiệp, chuyển nghiệp và sạch nghiệp. Trước khi đi vào đề tài, tôi xin đặt một câu hỏi. Tại sao chúng ta phải tu? Quý Phật tử thường đi chùa lễ Phật ăn chay, chắc rằng ai cũng nói mình biết tu rồi, phải không? Vậy nếu có người hỏi tại sao phải tu, thì quý vị trả lời thế nào? Ở đây tôi sẽ giải thích về điều này. Chúng ta đều ý thức rằng người biết tu là người cầu tiến, là người vươn lên. Tại sao? Thí dụ có người trước kia say rượu lè nhè, nhưng bây giờ người đó biết tu theo Phật giữ năm giới. Do giữ giới nên không uống rượu say nữa, đó là đã tiến hơn xưa. Hoặc như người chuyên đi ăn trộm, người đó bị xã hội đánh giá là hạng bất lương. Bây giờ người đó biết tu thọ giới của Phật, Phật cấm không được trộm cướp. Khi không còn trộm cướp nữa thì người đó có tiến bộ chưa? Thường thường thế gian thấy ai hư hỏng rồi thức tỉnh lại, làm lành thì người ta bảo người đó giác ngộ. Đó là một bước tiến. Như vậy vì cầu tiến mà chúng ta tu. Người biết tu là lúc nào cũng sửa đổi hành vi xấu, ngôn ngữ xấu, ý niệm xấu của mình trở thành hay, trở thành tốt. Như vậy có phải là tiến bộ không? Cho nên nói biết tu là có tiến. Vì vậy muốn cầu tiến, người Phật tử phải tập tu. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai, chúng ta tu là vì muốn đem lại sự an lạc cho bản thân mình trong hiện tại và vị lai. Tại sao? Thí dụ như một Phật tử trước kia chưa biết tu, ở gia đình vợ chồng nghi ngờ nhau không hòa thuận. Bây giờ nếu hai vợ chồng biết tu giữ ngũ giới, tức không tà dâm, không ngoại tình với kẻ khác, thì vợ chồng hết nghi nhau. Hết nghi nhau thì bình an, hạnh phúc. Như vậy nhờ tu mà đem lại sự bình an cho gia đình, sự tốt đẹp cho xã hội. Nên người biết tu là người tiến lên chuẩn bị cho cuộc sống luôn được an lạc. Thế mới thấy tu là việc thiết yếu. Phật tử khi hiểu được lợi ích đó rồi, ai cũng phát tâm tu. Đó là lý do thứ hai. Khi đã phát tâm tu theo Phật, thì điều đầu tiên Phật dạy chúng ta tu là để dừng nghiệp. Tại sao tu để dừng nghiệp? Trước khi trả lời câu này, tôi xin ôn lại lịch sử Đức Phật một chút. Chúng ta nhớ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi ngồi dưới cội Bồ Đề suốt 49 ngày đêm.
Đến đêm thứ 49, từ đầu hôm đến canh hai, Ngài chứng được túc mạng minh. Túc mạng minh tức là trí sáng suốt, thấu rõ hết bao nhiêu kiếp về trước của mình, đã từng làm gì, ở đâu, cha mẹ, anh em tên gì đều biết rõ hết. Chẳng những một đời mà vô số đời cũng đều biết rõ, nên gọi là túc mạng minh, tức trí sáng suốt, biết vô số mạng kiếp về trước. Sau này đi giảng đạo, Ngài nhắc lại đời trước Ngài đã từng làm gì, ở đâu, lợi ích cho ai, vân vân. Những sự việc như thế được kết tập lại gọi là kinh bản sanh và bản sự, hiện giờ vẫn còn. Từ canh 2 đến canh 3, Ngài chứng được thiên nhãn minh. Thiên nhãn minh là tất cả những gì gần xa, nhỏ nhiệm nhất, Ngài đều thấy được. Cho nên khi Đức Phật chứng được thiên nhãn minh rồi, Ngài nhìn thấy trong bát nước có vô số vi trùng. Ngày xưa nói trong nước có vi trùng người ta không tin, nhưng bây giờ nhờ khoa học chế ra kính hiển vi, người ta mới thấy vi trùng. Như vậy Đức Phật đã thấy hơn 2000 năm rồi, bây giờ chúng ta mới biết. Bằng thiên nhãn minh, Ngài nhìn rất xa, thấy ngoài thế giới này còn có vô số thế giới khác, tính không hết. Danh từ chuyên môn trong nhà Phật gọi là Hằng Hà Sa Số. Hằng Hà đó là sông Hằng ở Ấn Độ, sa số là số cát. Sông Hằng ở Ấn Độ dài tới mấy ngàn cây số thì cát sông Hằng chừng bao nhiêu? Vô số kể. Phật nói thế giới trong hư không nhiều như số cát sông Hằng vậy. Ngày xưa không ai tin điều này cả, nhưng bây giờ nhờ các nhà thiên văn, người ta tìm thấy rõ ràng ngoài thiên hà của chúng ta còn vô số thiên hà nữa, cho nên biết trong vũ trụ không biết bao nhiêu là thế giới. Như vậy Phật nói không sai, vì đó là cái thấy thật. Kế đó, Ngài nhìn thấy con người khi chết rồi lại tái sanh vào các loài. Người ta cứ nghĩ chết rồi là hết, hoặc bảo chết rồi trở lại làm người. Nhưng Phật thấy rõ ràng, khi chúng ta chết rồi, do nghiệp của mình tạo hàng ngày, hoặc lành hoặc dữ. Nếu lành thì nó dẫn chúng ta sanh trong cõi lành, nếu dữ nó dẫn chúng ta sanh vào cõi dữ. Cho nên trong kinh có một đoạn Phật nói: ta nhìn thấy chúng sanh do nghiệp dẫn đi luân hồi trong lục đạo, như người đứng trên lầu cao nhìn xuống ngã tư đường, thấy rõ ràng ai nghiệp gì đi đường nào, không có nghi ngờ. Vì vậy Phật dạy chúng ta tu, bước đầu là dừng nghiệp. Dừng nghiệp để làm gì? Để khi chết chúng ta không bị nghiệp ác dẫn đi vào đường ác. Nếu cứ tạo nghiệp ác thì khi chết chúng ta bị nghiệp dẫn trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên người Phật tử tu là làm sao trong hiện tại dừng những hành động xấu ác để bản thân là một người tốt, có lợi ích cho xã hội. Chết đi mình lại được nghiệp lành dẫn sanh vào cõi lành. Như vậy có phải tu là để cho chúng ta an ổn trong đời này và đời sau không? Vì tầm quan trọng như vậy cho nên chúng ta mới tu. Như hàng tăng ni xuất gia, lẽ ra các vị ở ngoài đời hưởng những lạc thú thế gian, tại sao lại cạo đầu vào chùa ăn chay, mặc áo nhuộm cho khổ vậy? Có cái gì cần, cái gì quý, mình mới làm điều đó chứ. Vì thấy rõ được lợi ích việc tu tập rồi, nên chúng ta mới đi tu. Đến canh năm, khi sao mai vừa mọc, Ngài liền chứng được lậu tận minh, tức là trí sáng suốt thấy rõ nguyên nhân vì sao con người phải luân hồi sanh tử. Ngài thấy rõ ràng không nghi ngờ gì hết, nên sau đó Ngài đến giường Lộc Uyển, giảng bài pháp đầu tiên cho năm anh em ông Kiều Trần Như nghe. Đó là bài pháp Tứ Diệu Đế. Ngài chỉ rõ quả đau khổ và nhân gây ra đau khổ, chỉ cho quả giải thoát và nhân tu sẽ được giải thoát. Đó là do Phật tu chứng được nên Ngài nói ra, chứ không phải như các triết gia suy luận rồi nói. Vì vậy Phật dạy chúng ta trên đường tu phải làm sao đạt được kết quả tốt đẹp, làm sao tu cho cuộc đời của mình hiện tại an vui, hạnh phúc, lợi ích cho chúng sinh. Khi chết đi sinh trở lại, được làm người tốt đẹp hơn, cao quý hơn. Tu là như vậy. Ở đây điểm quan trọng tôi muốn nhấn mạnh, tu là dừng nghiệp, là chuyển nghiệp và sạch nghiệp. Dừng nghiệp tức là dừng những nghiệp ác, chúng ta không tạo những tội lỗi phải chịu khổ đau nữa. Vậy tu dừng nghiệp bằng cách nào? Trong nhà Phật dạy, dù tại gia hay xuất gia, khi bước chân vào đạo, trước tiên phải gìn giữ giới luật. Gìn giữ giới luật là tu dừng nghiệp. Tại sao? Bởi vì Đức Phật thấy rõ ràng, con người khi nóng giận hay tham lam rất là cuồng loạn. Điều tội ác nào người ta cũng có thể làm được, mà tạo tội ác thì phải đọa, phải chuốc quả đau khổ.
Vì vậy Phật dạy phải giữ những điều giới, đừng tạo ác, không tạo ác thì khỏi đọa. Như hàng Phật tử tại gia, Đức Phật dạy phải giữ năm giới: 1. Không được sát sanh; 2. Không được trộm cướp; 3. Không được tà dâm; 4. Không được nói dối; 5. Không được uống rượu; không được hút á phiện, xì ke ma túy. Năm điều đó cần phải giữ gìn cho đúng. Như người nam khi chưa biết tu có ai rủ uống rượu thì sao? Tuy ban đầu chưa biết uống, nhưng bạn bè rủ thì dị tình uống rồi thành nghiện, nghiện rồi thành say. Đối với á phiện, xì ke ma túy cũng vậy. Trước đâu có, cha mẹ sinh ra đâu có nghiện. Do bị bạn bè rủ rê mà không biết tu mới nhào theo. Nhào theo rồi thì hư một đời, hại gia đình, hại xã hội. Nên Phật cấm những điều đó là thương hay làm khó khăn mình? Đó là Phật thương. Bởi rượu, á phiện, xì ke ma túy là hố sâu nguy hiểm. Phật muốn cho chúng ta không rớt vào hố đó, nên mới dùng hàng rào giới luật để chặn. Thí dụ Phật tử đã thọ ngũ giới rồi, nếu bạn bè tới rủ uống rượu liền nói: "Tôi đã thọ giới Phật rồi, không được uống rượu. Thôi, tôi xin không uống." Như vậy là ngăn chặn mình tạo tội. Nếu không thọ, không giữ giới thì bạn bè rủ cứ ngồi uống có sợ gì đâu. Rồi tới ăn trộm, ăn cướp cho đến giết người. Trong những việc đó có gì bình an không? Hay việc nào cũng khổ? Mình làm cho mình khổ, mình làm cho người khác cũng khổ, cứ khổ lây với nhau. Bây giờ Phật cấm không được giết người, dù giận bao nhiêu đi nữa cũng không dám động đến sinh mạng của người khác. Đó là tu. Tu là giữ giới, cho nên bước đầu vào đạo Phật bảo phải giữ năm giới. Chúng ta hứa giữ để trong lòng lúc nào cũng nhớ không được làm các việc đó. Nhờ hứa với Phật, hứa với quý thầy như vậy, không dám quên nên không tạo tội. Đây gọi là dừng nghiệp. Chúng ta đối nơi thân, nơi miệng, nơi ý thường hay buông lung tạo tội. Thí dụ nơi thân, trẻ nhỏ thấy con chim đậu trên cành cây, nó làm sao? Nó muốn bắn. Nhiều khi con chim nhỏ xíu không đáng gì hết, không được một miếng ăn nữa mà cũng cứ bắn. Thấy con cóc con nhái muốn lấy đá chọi, vân vân. Bây giờ mình biết tu thì việc gì không có lợi cho mình, cho người mà làm đau khổ chúng sanh thì đừng làm. Nhờ không làm nên không khổ cho những con vật nhỏ, không khổ cho người. Như vậy nhờ biết giữ gìn giới, không làm việc ác, đó là chúng ta tu. Đến miệng chúng ta toàn nói lành hay cũng có khi nói dữ. Có người nào nói lành suốt đời chưa? Hay khi vui thì nói lành, khi giận thì nói dữ? Bây giờ chúng ta biết tu rồi, vui nói lành mà giận thì thôi, làm thinh, đừng nói gì cả. Bởi vì nếu nói thì sẽ nói bậy, nói tội lỗi. Cho nên khi giận, làm thinh bỏ qua, một hồi sẽ hết. Chúng ta giữ thân không làm đau khổ cho chúng sanh, miệng không nói lời dữ, lời ác, khiến người khinh miệt mình. Đó là bảo vệ giá trị tinh thần đạo đức của mình. Quý Phật tử thấy khi giận lời nói có giá trị thật không? Thí dụ khi giận người ta nói mày là con chó, nói thế mà mình có thành con chó đâu. Nếu tỉnh táo mình sẽ trả lời: tôi đâu có bốn chân đâu mà thành con chó. Nhưng đằng này nghe nói con chó liền muốn tát tai người ta, như vậy vô tình mình nhận là chó rồi. Bởi vừa nói chó là mình cắn liền, phải không? Khi nóng giận, người ta dễ điên cuồng, không có chút gì khôn ngoan sáng suốt cả. Cho nên khi nóng giận cần phải im lặng, đó là người khôn, người khéo tu. Như vậy chúng ta tu thân, tu miệng và tu luôn cả ý nữa. Ý của quý vị nghĩ tốt nhiều hay nghĩ xấu nhiều? Có khi xấu nhiều tốt ít, có khi tốt nhiều xấu ít, tốt xấu lẫn lộn. Bây giờ tu rồi, khi nghĩ một điều gì xấu, chúng ta biết đó là bậy, là tội lỗi nên không nghĩ nữa, cấm nó như vậy lâu dần thành quen. Nghĩ tốt thì cho nghĩ, nghĩ xấu thì dừng. Đó là chúng ta tu. Nếu người thân không làm những điều xấu ác, miệng không nói những lời dữ, ý không nghĩ những điều bậy xấu, thì người đó là người tốt. Người ta nói tu hiền, nhưng hiện nay có nhiều người tu mà chưa hiền. Ăn chay thì ăn mà không hiền chút nào cả. Bởi tu không phải chỉ ăn chay, mà tu là sửa thân, đừng làm tội lỗi. Miệng đừng nói tội lỗi, ý đừng nghĩ tội lỗi. Còn ăn chay ăn mặn chỉ là phần phụ thôi. Người ăn mặn mà nói năng đàng hoàng hiền lành, còn người ăn chay mà la lối bậy bạ thì ai hơn ai? Hiểu vậy quý vị mới thấy lẽ thật của sự tu. Ngay trong đời sống này phải tạo cho mình một cuộc sống có giá trị. Nếu trong gia đình hai vợ chồng đều biết tu, chồng không làm bậy, không nói bậy, không nghĩ bậy, vợ cũng vậy,
thì gia đình đó đầm ấm hạnh phúc không? Sẽ dĩ ngày nay gia đình chia ly đau khổ là vì người ta không biết tu. Tu dừng nghiệp là đừng làm bậy, đừng nói bậy, đừng nghĩ bậy thôi, chứ chưa làm gì hay tốt. Bao nhiêu đó cũng khó rồi. Lâu nay người ta quen buông lung, bây giờ chặn lại nên khó, chứ việc đó đâu phải khó. Nếu giận người ta mà mình làm thinh, không la lối gì hết, một hồi cơn giận sẽ nguôi, và từ từ mình quên hết. Quên hết thì có thiệt thòi gì cho mình đâu. Còn nóng chửi người ta đánh lại mình thì sẽ sinh ra bao nhiêu chuyện rắc rối, bao nhiêu phiền não và tội lỗi khác nữa. Tất cả chúng ta ai cũng cần phải tu để trở thành người hay tốt, đó là người khôn ngoan sáng suốt. Nếu để thân miệng ý lăng xăng lộn xộn hoài, đó là người xấu, người dở. Tôi đã nói phần tu là dừng nghiệp, kế đến phần tu là chuyển nghiệp. Chuyển là đổi, chuyển nghiệp là chuyển đổi nghiệp của mình. Tôi thường hay nói Phật tử chúng ta hiểu nghĩa chữ tu dở hơn cả mấy chú sửa xe Honda nữa. Tại sao vậy? Vì mấy chú đó gọi sửa xe hư ít là tiểu tu, xe hư nhiều hơn là trung tu, xe hư thật nhiều là đại tu. Có khi nào mình đem chiếc xe cũ hư đi sửa, tới ngày lấy nó y nguyên như cũ mà mình vẫn chịu không? Đâu có, phải sửa tốt hơn ngày mình giao xe mới được. Như vậy tu là sửa từ cái hư cái xấu trở thành cái tốt cái hay. Người biết sửa là người biết tu. Quý Phật tử tu bao nhiêu năm rồi, có biết sửa chưa hay chỉ xin Phật thôi? Có gì buồn lại Phật, Phật cứu độ con, Phật cho con hết bệnh hoạn, cho con hết tai nạn, vân vân. Nếu tu như vậy chắc Phật cũng lắc đầu không biết nói sao. Bởi Đức Phật từng bảo rằng ta không có quyền ban phước xuống quả cho ai. Nếu Ngài ban phước xuống quả cho người thì Ngài không dạy mình tu dừng nghiệp, chuyển nghiệp, không dạy tu nhân quả. Là dừng được nghiệp ác, tu thập thiện là chuyển nghiệp ác thành nghiệp lành. Hồi xưa mình thường hay giết hại, thì ngày nay thương chúng sanh. Thấy chúng sanh nào bị bắt, sắp bị giết hại, mình mua thả. Ngày xưa thay vì giết, bây giờ lại cứu. Hồi xưa mình tham lam trộm cắp của người ta, bây giờ có duyên mình bố thí. Hồi xưa mình có những hạnh xấu không trinh bạch, bây giờ tập tu hạnh trinh bạch. Như vậy thay vì thân có ba nghiệp sát sanh, trộm cắp, tà dâm, bây giờ mình chuyển ba nghiệp đó. Sát sanh chuyển thành phóng sanh, trộm cướp chuyển thành bố thí, tà dâm chuyển thành trinh bạch. Được vậy đời mình tốt đẹp vô cùng. Ngày xưa hay nói dối, hay nói hung dữ, bây giờ Phật dạy chuyển thành bốn thứ: nói lời chân thật, nói lời hòa ái, nói lời hòa hợp, nói lời đúng lý. Thay vì nói dối gạt thì bây giờ chúng ta nói lời chân thật, chuyển lời nặng nề ác độc thành lời hòa nhã dễ thương. Đó là chuyển bốn nghiệp nơi miệng. Kế đến chuyển nơi ý. Ý chúng ta thường dễ sanh tham lam, khi tu dừng được tham lam rồi, chúng ta phải tập hỷ xả. Hỷ xả tức là tha thứ, là buông bỏ. Thí dụ ngày xưa chúng ta làm một muốn được hai, làm hai muốn được ba bốn, cứ muốn chồng lên. Bây giờ chúng ta làm việc vừa phải, có đủ cho cuộc sống mình bình an thôi. Phần dư vui vẻ đem ra giúp đỡ cho những người thiếu, đó gọi là hỷ tư cách dễ xả. Ngày xưa chúng ta hay nóng giận, giận người này giận người nọ, thì ngày nay tập lòng từ bi thương xót mọi người, để mình không khổ mà người cũng không khổ. Nói tới từ bi chúng ta thấy rất khó. Tại sao? Vì ở đời có người ăn nói dễ thương, có người ăn nói khó thương, có người tư cách dễ thương, có người tư cách khó thương, nên mình cũng khó thương. Bây giờ từ bi là phải thương tất cả, thì làm sao mà thương đây? Thí dụ khi vào bệnh viện tâm thần, chúng ta bị những người điên, trong đó kêu tên mình, chửi hoặc nhổ nước bọt lên mình, vân vân, lúc đó chúng ta thế nào? Cự lộn với họ hay là thương họ? Mình không có lỗi lầm gì với họ mà họ chửi mình, rồi còn phun nước bọt vô mình, dễ giận không? Nhưng nếu giận, mình cự lộn với họ thì người chung quanh sẽ nói sao? Đánh lộn với kẻ điên thì chỉ có người điên mới làm thôi. Người ta điên cho nên làm bậy, còn mình tỉnh không họ chứ đâu nên giận. Phật tử xét kỹ, những người mình không làm quấy, không làm điều tội lỗi với họ, mà người ta nói mình quấy, mình có tội lỗi, thì mình nên nghĩ, chuyện không có mà họ nói, đó là họ không tỉnh sáng. Người không tỉnh sáng là người đáng thương chứ không đáng giận. Mình đang tỉnh sáng thì không nên hơn thua với người không tỉnh sáng. Nhớ như vậy chúng ta sẽ có lòng từ bi dễ dàng, không khó. Cứ thế mình tập tâm từ bi càng ngày càng lớn lên,
đó là tu. Tâm chúng ta thường ngày hay si mê, nghĩ sai trật, nghĩ lầm mà chúng ta tưởng là đúng. Như Phật tử đến tháng 2, tháng 3 thường lên núi Sam để vay tiền bà về làm ăn, phải không? Đó là điều có lẽ thật. Thế mà Phật tử vẫn tin làm. Nếu tới miếu bà vay tiền về làm ăn, ai cũng giàu hết, thì từ Long Xuyên lên Châu Đốc người ta cất nhà ngói hết. Nhưng quý vị thấy nơi đó có nhà ngói hết chưa? Kế cận miếu bà dạy gì không vô vay tiền làm ăn cho được giàu? Rõ ràng điều này đâu có đúng. Một việc không có lý như vậy, nhà Phật gọi là tà kiến, tức hiểu biết sai lầm, không đúng sự thật. Thế mà Phật tử vẫn nghe theo, không phải sai lầm là gì? Phật tử chúng ta phải có một nhận định đúng đắn mới gọi là tu. Nếu hiểu sai lầm như vậy không phải là tu. Chúng ta tu là để đem lại an vui, đem lại lợi ích cụ thể thiết thực cho mình, cho người. Phật tử tin được lý nhân quả, hiểu rõ gieo nhân thì gặt quả, nhân lành thì quả lành, nhân ác thì quả ác. Ví như người nông phu phải lựa giống tốt gieo xuống ruộng thì tới mùa thu hoạch mới được lúa tốt nhiều. Nếu gieo giống xấu thì kết quả xấu, không nghi ngờ. Tuy nhiên không hẳn đơn giản giống tốt thì được quả tốt hết. Giống tốt còn phải biết bón phân, nhổ thân làm xấu. Ý nghĩ tốt thì miệng nói tốt, thân làm tốt. Như vậy gốc là ý. Vì vậy Phật dạy phải nhắm thẳng vào ý. Ý hoàn toàn trong sạch thì hết nghiệp. Hết nghiệp thì được Phật đón về cực lạc không nghi. Nếu niệm sơ sơ còn tính làm ăn đủ thứ thì chắc Phật không đón được đâu. Nhiều Phật tử tu mang sâu chuỗi mà vẫn còn tính toán hơn thua nhiều quá thì làm sao mà Phật rước qua bên đó được. Lại có người bảo mình mang nghiệp về Tây Phương thủng thẳng tu nữa cũng được. Điều đó tôi không tin. Ví dụ một con chó ghẻ lát bị xà mâu ăn, nó nằm dưới đất. Bây giờ bảo đem nó lên lầu 3 cho hết xà mâu có được không? Muốn nó hết xà mâu thì phải trị thuốc. Trị lành rồi thì ở dưới đất hay trên lầu gì nó cũng mạnh. Chúng ta ngay đây tu cho sạch nghiệp thì dầu được về cực lạc hay ở đây mình cũng thanh tịnh, an vui như ở cực lạc vậy thôi. Đó là một lẽ thật. Nên trong kinh Di Đà, Đức Phật dạy phải niệm Phật cho tới 7 ngày được nhiếp tâm bất loạn. Khi lâm chung, Phật và thánh chúng mới hiện ở trước rước về cõi Phật. Bây giờ tôi nói tới những vị tu thiền. Trước tiên là tu theo thiền nguyên thủy. Trong kinh Đại Niệm Xứ của Bộ A Hàm, Phật có dạy rằng người nào quán tới niệm xứ, quán thân vô nhớp, quán cảm thọ là xấu, quán tâm vô thường, quán các pháp vô ngã. Quán như vậy suốt ngày, không nghĩ gì khác, từ một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày cho tới 7 ngày. Người đó sẽ chứng từ quả A-na-hàm đến quả A-la-hán. Như vậy Phật dạy dù tu tịnh độ hay tu thiền cũng phải nhiếp tâm, chuyên nhất. Một bên niệm danh hiệu Phật, một bên quán tới niệm xứ. Do quán nên thấy rõ trong nội tâm, buông sạch hết, không nghĩ gì khác. Nhờ không nghĩ gì khác tâm mới được trong sạch. Tâm trong sạch là nghiệp trong sạch. Nghiệp trong sạch nên chứng quả. Chứng quả là không còn trầm luân trong sanh tử nữa. Đó là tu theo thiền nguyên thủy. Kế đến tôi nói tu theo thiền tông. Chúng tôi hướng dẫn tăng ni và Phật tử tu thiền là xoay trở lại quán sát chính mình. Khi vừa mới khởi niệm, nghĩ người này người nọ liền buông, đừng chạy theo niệm. Như vậy từ một ngày, hai ngày tới 7 ngày, đi đứng ngồi nằm đều không buông hết các tạp niệm, không theo nó. Lần lần nó lặng, không khởi các niệm thì tâm thanh tịnh. Bởi vì khởi niệm là nghĩ tốt, nghĩ xấu là tạo nghiệp. Bây giờ hết nghĩ, lặng lẽ trong sạch, đó là thanh tịnh. Thanh tịnh thì nghiệp hết. Từ đó nhận ra bản tâm thanh tịnh của mình. Chính bản tâm này mới không bị nghiệp dẫn đi trong luân hồi sanh tử nữa. Tôi thường hay dẫn câu chuyện vua Trần Nhân Tông khi còn là Thái Thượng Hoàng. Ngài có làm bài phú cư trần lạc đạo, có nghĩa là ở cõi trần mà vui với đạo. Kết bài phú đó, Ngài dùng 4 câu kệ chữ Hán. Câu chót Ngài nói rất rõ ràng: đối cảnh vô tâm mạc dấn thiền. Tức là đối với cảnh mà không có một ý niệm dính mắc thì đừng hỏi chi thiền cho dư. Tại sao? Vì khi tâm không chạy theo cảnh, không dính mắc cảnh, đó là thiền rồi. Như vậy để thấy tất cả pháp của Phật, dù tịnh độ, thiền nguyên thủy hay thiền tông, đều dạy chúng ta tu cho sạch hết nghiệp. Mà nghiệp phát xuất từ ý, cho nên ý lặng, ý được nhất tâm, đó là trong sạch.
trong sạch thì được thấy Phật, được chứng quả, được thể nhập hoàn toàn pháp thân. Chuyện tu rõ ràng như vậy, không có gì nghi ngờ nữa. Tất cả chúng ta tu phải đi từ bậc. Bậc thứ nhất là dừng nghiệp, bậc thứ hai là chuyển nghiệp, bậc thứ ba là sạch nghiệp. Quý Phật tử muốn tu dừng nghiệp, trước phải phát tâm quy y, nguyện giữ năm giới, để đừng sa vào hố tội lỗi. Chặn đứng không sa vào hố tội lỗi rồi, kế đó mới tiến qua bước thứ hai là làm lợi ích cho người, tạo phước lành cho mình. Đến giai đoạn thứ ba, chúng ta biết tất cả nghiệp từ ý mà sanh. Cho nên mình dừng niệm, thanh lọc tâm ý trong sạch là làm cho sạch nghiệp. Sạch nghiệp thì được giải thoát sanh tử. Phật tử giữ được năm giới thì hiện tại trong gia đình hòa vui, trong xã hội mình là người lương thiện, tốt đẹp. Đời sau do không phạm giới sát sanh nên tuổi thọ dài, không phạm giới trộm cướp nên giàu có, không phạm giới tà dâm nên đẹp đẽ trang nghiêm, không phạm giới nói dối nên nói năng lưu loát, ai cũng tin quý, không phạm giới uống rượu xì ke ma túy nên trí tuệ minh mẫn. Tu theo pháp ấy gọi là nhân thừa Phật giáo, tức đời này là người tốt, đời sau càng tốt hơn. Sang bước thứ hai, làm 10 điều lành gọi là tu thiên thừa Phật giáo, tức tiến thêm một bậc nữa. Công đức của mình tốt đẹp hơn, xứng đáng hơn nên được sanh các cõi trời. Đó là bố thí nội tạng. Như vậy người nghèo cũng có thể bố thí vậy. Hoặc khi ra đường, quý Phật tử thấy một cụ già lụm cụm muốn băng qua đường mà xe cộ nhiều quá qua không được, mình cầm tay cụ đưa dùm qua đường, đó là bố thí nội tài. Còn như người tu không có nội tài ngoại tài thì bố thí pháp, đem pháp nói cho quý Phật tử nghe, giúp Phật tử nhận rõ chánh tà, thế nào là đạo đức, thế nào là phi đạo đức, giúp quý Phật tử hiểu sống và ứng dụng Phật pháp vào cuộc sống để thân tâm luôn được an vui, đó là bố thí pháp. Như vậy ở thế gian ai cũng có thể bố thí cả, chứ không phải chỉ giàu mới bố thí được. Còn pháp cũng đâu chỉ hạn cuộc người tu mới có thể bố thí. Quý Phật tử hiểu đạo rõ ràng rồi, thấy ai làm sai làm trật mình nhắc họ, chỉ cho họ sửa đổi, cũng là bố thí pháp. Như vậy tất cả chúng ta đều có quyền bố thí tài, bố thí pháp hết, chứ không phải riêng người nào. Thứ ba là bố thí vô úy. Vô úy nghĩa là sao? Là không sợ. Ví dụ có người bệnh trầm trọng, có thể qua không khỏi, mà họ sợ chết quá. Bây giờ mình giải thích cho họ hiểu, con người sinh ra có sinh ác phải có tử, không ai thoát khỏi, hoặc tử sớm hoặc tử muộn thôi. Bây giờ anh hay chị đi trước thì chúng tôi cũng đi sau, chứ có ai ở lại mãi được đâu. Chúng ta an ủi giúp họ bớt sợ hãi, đó là bố thí vô úy. Hoặc như có đứa bé ban đêm đi trên những đoạn đường vắng quá, nó sợ ma thì mình đốt đuốc, nắm tay dẫn nó về nhà, đó là bố thí vô úy. Nhiều lắm, không biết bao nhiêu việc để chúng ta làm. Trong những hạnh bố thí này, ai ai cũng có thể làm được, chứ không phải riêng quý thầy, quý cô mới làm được. Cho nên người tu theo đạo Phật là phải giữ gìn ba nghiệp, thân, miệng, ý của mình, chứ không phải tu chỉ biết ăn chay, chỉ biết đến chùa cúng Phật là đủ. Ngày xưa ở Trung Quốc vào đời Đường, có một vị thiền sư, người ta chưa biết ngài tên gì, nhưng thấy ngài trèo lên chán ba cây, chặt nhánh kết lại thành chỗ ngồi giống như ổ quả. Ngài tọa thiền trên đó, nên người ta đặt tên ngài là Ô Sào Thiền Sư. Ngài tu được ngộ đạo, ai nấy biết tin đều đồn đãi khắp. Lúc đó có một nhà thơ nổi tiếng là Bạch Cư Dị, rất hâm mộ Phật pháp, nghe danh ngài ông tìm tới. Thấy ngài ngồi trên chán ba, ông đứng ở dưới chắp tay hỏi: Bạch Hòa Thượng, xin ngài dạy cho con pháp yếu văn tắc nhất để con tu. Ngài liền nói bài kệ: Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Nghe như vậy, ông cười: Thưa ngài, bài kệ này đứa con nít 8 tuổi cũng thuộc nữa, nói chi con? Ngài trả lời: Phải, con nít 8 tuổi cũng thuộc, nhưng ông già 80 làm cũng chưa xong. Đó, quý Phật tử thấy chưa? Câu trả lời của thiền sư cảnh tỉnh chúng ta rất nhiều. Chúng ta có thể không làm các điều ác lớn, chứ điều ác nhỏ vẫn phạm. Điều lành nhỏ đã làm, nhưng điều lành lớn cũng chưa làm được. Rồi tâm ý mình đã thanh tịnh chưa? Điều này thật khó, chứ không phải dễ. Cho nên nghe qua thì đơn giản, nhưng ứng dụng tu cho đến nơi đến chốn thì không phải là dễ.
Cho nên tất cả quý Phật tử biết đạo lý rồi phải dè dặt canh chừng tâm của mình, canh chừng miệng của mình, canh chừng hành động nơi thân của mình, đừng cho nó hoặc vô tình hoặc cố ý tạo những điều tội lỗi. Lẽ thực là như vậy, cho nên nói tới tu là nói tới nhìn lại mình nhiều hơn là nhìn kẻ khác. Phải nhớ nhìn lại xem lời nói mình có ngay thẳng chưa, ý nghĩ mình có chân chánh chưa, để từ đó lo tu sửa lấy mình. Như vậy mới gọi là người tu. Đa số Phật tử bây giờ nhìn mình ít mà nhìn người thì nhiều, phải không? Người ta làm quấy làm ác, khi chết họ đọa địa ngục, chứ đâu phải mình đọa địa ngục. Can dự gì mình đâu mà cứ lo nhìn người ta hoài. Nhìn người dễ sanh ra bệnh hay phê phán, mà phê phán chắc gì đã đúng. Nên tục ngữ ta có câu suy bụng ta ra bụng người, hễ ta không muốn thì người cũng chẳng ưa. Điều này đúng không? Có thể đúng mà cũng có thể không đúng. Thí dụ kẻ gian tham trộm cướp, họ nghĩ những người hiền cũng như vậy. Còn người hiền lương đức hạnh cho rằng ai cũng hiền lương đức hạnh hết thì đúng chưa? Đó là cái nghĩ sai lầm. Như vậy ở đời chúng ta đừng chủ quan, phải biết rằng những gì mình làm mình chịu trách nhiệm và cố gắng chuyển đổi nếu nó xấu, đó mới thành công. Còn chuyện của người khác làm, người khác nghĩ thì họ sẽ có quả riêng của họ. Mình bận tâm lo chuyện của họ chi cho mất thì giờ vô ích. Nhưng thường thường chúng ta có bệnh hay dòm ngó chuyện của kẻ khác, chẳng những dòm ngó mà còn cố tình nghe lõm chuyện của người ta nữa. Thấy ai nói rù rì muốn ghé lại nghe coi họ nói cái gì, nghe rồi liền nghĩ bậy, nói bậy, làm bậy. Thử hỏi làm sao ba nghiệp thanh tịnh được? Ba nghiệp không thanh tịnh thì mong chi được giải thoát. Tôi nhắc lại câu chót trong bài kệ của vua Trần Nhân Tông: đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, nghĩa là đối cảnh mà tâm mình không có niệm khởi, không dính mắc, đó là thiền vậy. Nên người tu thiền là người đối với mọi cảnh không bị nhiễm, không bị dính, không bị kẹt. Cho nên quý vị thấy hình ảnh Phật Di Lặc có 6 đứa nhỏ vây quanh, đứa móc lỗ tai, đứa móc lỗ mũi, đứa móc miệng, đứa thọt lép, nhưng Ngài vẫn cười. Tại sao? Vì Ngài đã tự tại không còn dính mắc. Mấy đứa bé đó tượng trưng cho 6 trần ở bên ngoài. Móc lỗ tai là thinh trần, móc lỗ mũi là hương trần, móc con mắt là sắc trần, vân vân. Nó quấy nhiễu mà Ngài không dính mắc, bởi không dính mắc nên Ngài là Bồ Tát. Chúng ta thì dính mắc đủ cả, nhiều nhất là lỗ tai và con mắt. Lỗ tai nếu nghe người ta chửi không thèm để ý là dễ, hay vừa nghe người ta chửi liền tức giận là dễ. Nghe chửi mà không thèm để ý là hết sức khó. Còn nghe người ta chửi mà nổi giận lên thì con nít cũng làm được mà. Như vậy quý Phật tử đừng sợ người ta nói nặng nói nhẹ mình. Khi nghe nói nặng nói nhẹ mà mình bỏ lơ không thèm vướng mắt, đó không phải là thua, mà chính nhờ đó sau này người ta mới kính mình. Còn nếu mình tranh hơn với nhau, cãi cho lanh, cãi cho thắng, thì sau này người ta cười chứ không có gì hay hết. Nên nhớ người có đạo đức không tranh giành hơn thua. Quan trọng là mình phải thắng mình. Một ý niệm xấu mình liền biết, chặn nó lại. Một ý niệm tốt mình liền biết và cho nó tăng trưởng. Tu như vậy mới hay, chứ không phải lắng nghe chuyện thiên hạ là hay. Chúng ta có bệnh, khi nói về mình chỉ toàn nói tốt và giấu cái xấu. Tại sao giấu cái xấu? Vì không muốn bỏ, không muốn chừa nên giấu. Bây giờ chúng ta biết tu rồi, cái gì xấu, cái gì dở thì phải thấy cho tường tận để chừa bỏ. Còn người khác mình chưa đủ khả năng giáo hóa họ thì thôi, đừng bày chuyện nói qua nói lại cho thêm phiền. Đó là quý Phật tử biết tu và khéo tu. Như vậy bài giảng hôm nay tôi chỉ cần kết thúc bằng 4 câu kệ: đừng làm các điều ác, dân làm các việc lành, giữ tâm ý thanh tịnh, là lời chư Phật dạy. Mong quý vị nhớ bài kệ này để việc tu có kết quả tốt đẹp. Tu là dừng, chuyển và sạch nghiệp.